cô gái này đang bị hai đám lính triều đình truy đuổi trong đêm đông tuyết rơi, thục mạng chạy cả đoạn dài, cứ tưởng cắt đuôi được đám lính, nhưng váy của cô lại bị mắc vào cành cây. Còn đang loay hoay thì thanh đao đã kề bên cổ, Hoa Thiển bị đám lính lôi về. Trước mặt Hoa Thiển, mẫu thân và đại ca của cô đã tắt thở từ bao giờ. Hoa Thiển sợ hãi tột độ, lắc đầu chối bỏ đó không thể là người thân của mình được. Hoa Thiển tức giận lao vào định khô máu với tên lính, nhưng liễu yếu đào tơ như cô thì làm gì được hắn. Hoa Thiển bị đá úp mặt xuống nền tuyết. Hoa Thiển chỉ có thể dương mắt nhìn đám lính cười cợt, chỉ trỏ, rất hả hê, cô ấm ức đến nỗi thổ huyết. Tại sao lại có chuyện này, mình tìm mọi cách đổ tội cho người khác. Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra, mình đã sai sao? Trước khi đi gặp ông bà ông Vải, ký ức của Hoa Thiển ùa về. Đó là khoảng thời gian cô được gả vào Trọng gia. Một cái giật mình mở mắt ra, bên cạnh Hoa Thiển là Thiên Chỉ. Rõ ràng ngày cô bị bắt đi, Thiên Chỉ bị tên lính đẩy ngã từ bậc thềm xuống, đã tắt thở rồi. Ngày Hoa Thiển được gả vào Trọng gia không phải là chuyện từ 2 năm trước sao? Đây là cô trọng sinh rồi, để chắc chắn, Hoa Thiển còn tự véo vào má mình. Giờ cô rất muốn đi gặp mẫu thân, phụ thân và đại ca, nhưng đã gả đi rồi thì sao có thể muốn về nhà là về được. Thiên Chỉ ngăn cản mãi mà Hoa Thiển vẫn muốn đi. Người hầu đến báo Trọng Dạ Lan uống hơi nhiều, sẽ ngủ lại thư phòng đêm nay. Nhưng thật ra trước đó, Trọng Dạ Lan nghe được tin nhà họ Mục thất thế, trở thành tội phạm truy nã. Hắn muốn chạy đến xem Thanh Mai Trúc Mã Mục Giao của mình còn ổn không. Thiên Chỉ làm loạn muốn đến tìm xem có thật Trọng Dạ Lan say nên không về động phòng không. Nhưng Hoa Thiển đã ngăn lại, là người trọng sinh nên cô biết tại sao Trọng Dạ Lan lại không về. Nhớ lại ngày đó, Hoa Thiển bị đá ra khỏi Trọng Phủ không thương tiếc. Là do Trọng Dạ Lan biết cô cùng Tổng Quản đã ám hại Mục Gia, rồi Hoa Thiển giả dạng làm Mục Giao để ép Trọng Dạ Lan cưới cô. Nay mọi chuyện đã rõ, Trọng Dạ Lan đương nhiên không thể giữ lại người đàn bà nham hiểm này, hắn đuổi cô khỏi phủ cùng tờ hưu thê. Sau đó, Tổng Quản, cũng chính là phụ thân cô bị mang ra pháp trường. Gia đình cũng mang danh bị lưu đày, mẫu thân và đại ca bỏ mạng trong ngục tù, chính cô cũng trùng số phận. Lần sống lại này, Hoa Thiển nhất định phải sửa chữa sai lầm kiếp trước. Trọng Dạ Lan lúc này đang ở trên phố, cũng tìm thấy Mục Giao và giúp nàng ta thoát khỏi lính truy nã. Ngủ một đêm tỉnh dậy, Hoa Thiển cái gì cũng hay đổi khiến người hầu cũng đến ngỡ ngàng, đến váy trắng thích nhất cũng muốn đổi sang màu khác. Trọng Dạ Lan còn đích thân đến đón Hoa Thiển đi Trọng Chi Viên. Thái độ ân cần này nếu ở kiếp trước, Hoa Thiển nhất định rất vui, nhưng kiếp này, cô nhất định không được mắc bất cứ sai lầm nào. Lần này đến Trọng Chi Viên chính là để thỉnh an trưởng công chúa. Qua lời bà ấy nói, Hoa Thiển có thể hiểu trưởng công chúa đã biết bí mật sau cuộc hôn nhân của mình. Hoa Thiển thế mà thay đổi hình tượng ngoan ngoãn nghe lời, làm ai cũng phải đứng hình vài giây. Sau đó, cả hội chị em phụ nữ kéo nhau ra hồ cho cá ăn. Hoa Thiển cũng phải cảm thán vì những người ở Trọng Chi Viên này lại buồn tẻ đến thế. Chỉ vài con cá mà họ đã phấn khích như vậy. Bỗng Hoa Thiển bay từ trên xuống hồ, cũng may kiếp trước cô từng học bơi trong một năm trốn chạy nên tự mình có thể bơi vào bờ được. Trưởng công chúa đến làm lạ vì khuê nữ như Hoa Thiển lại biết bơi, nhưng thấy cô ho, sợ bị cảm lạnh nên trước mắt cho đi thay y phục trước. Trưởng công chúa cũng biết người đẩy Hoa Thiển xuống là Ngọc Trúc, hầu gái thân cận của Hoa Mạn. Hoa Thiển đang thay đồ thì gọi mãi không thấy Thiên Chỉ đâu, Hoa Mạn lại âm thầm xuất hiện sau lưng. Cô ta cũng tự nhận mình đã cho người đẩy Hoa Thiển xuống để lấy không gian riêng gặp mặt cô. Hoa Mạn bô bô cái mồm bàn chuyện Mục gia chủ bị bắt, sợ cô ta làm hỏng kế hoạch cải tà quy chính của mình, Hoa Thiển phải ngăn lại ngay. Lúc Hoa Thiển ra ngoài, cô thấy một bóng người núp bên cạnh, chưa kịp đến xem là ai thì Thiên Chỉ đến dẫn cô vào búi tóc. Người núp bên tường chính là Trọng Khê Ngọ, cũng không biết Hoa Thiển biết có người đứng ở đấy không mà lại tỏ ra xa lạ với Hoa Mạn như vậy. Trưởng công chúa có vẻ yêu thích Hoa Thiển rồi, còn tặng vòng tay quý giá được truyền lại của mình cho cô, Hoa Thiển muốn nhận cũng phải nhận. Hoa Thiển vừa về đến phủ là muốn gỡ tóc để đi ngủ ngay, nhưng Nhũ Mẫu lại mang canh đến, bảo cô mang sang cho Trọng Dạ Lan. Đêm động phòng đã không về, cô nên nhân cơ hội này đến gặp người. Hoa Thiển chẳng muốn đi chút nào mà bị Nhũ Mẫu lải nhải mãi, cô mới chịu đứng dậy. Đến đưa canh xong, Hoa Thiển muốn tốc biến về phòng ngay. Trọng Dạ Lan tưởng cô hiểu lầm là mình đuổi, nhưng Hoa Thiển biết người còn nhiều công vụ nên không tiện làm phiền. Trọng Dạ Lan cũng cho Khê quản gia sổ sách và chìa khóa tài sản trong phủ đến cho Hoa Thiển tiếp quản. Hoa Thiển giờ không có tâm trạng cho mấy việc này, nhưng đây là lệnh của Trọng Dạ Lan, Hoa Thiển vẫn phải nhận chìa khóa và sổ sách, nhưng lại giao nó cho Nhũ Mẫu. Hôm sau, đang cùng Hoa Thiển về hoa phủ, Trọng Dạ Lan được tin Mục Giao đã trốn khỏi phủ. Còn đang không biết có nên lập tức đi tìm không thì Hoa Thiển hiểu chuyện, nói rằng mình có thể tự về nhà được. Trọng Dạ Lan cũng bỏ luôn nương tử đi một mình. Trên đường, thấy một đám người bu vào đánh một anh chàng, Hoa Thiển không thể ngó lơ. Cô đích thân xuống giải quyết, còn không cho Thiên Chỉ gọi người ta là ăn mày. Thấy lời Hoa Thiển nói quá có lý, lại không có bằng chứng người kia ăn trộm túi tiền của mình. Nghe đến việc báo quan, đám người kia phải ngậm ngùi bỏ đi, còn không quên bỏ lại một số tiền đền bù. Hoa Thiển hỏi được tên người kia là Nhung Châu. Nếu người đó cần, có thể đến Trọng Phủ, cô sẽ tìm việc cho. Hoa Thiển sở dĩ giúp người không quen là vì cô thấy giúp người ta mình cũng chẳng có hại gì. Nếu sau này gặp nạn, cô cũng mong sẽ có người giúp mình như vậy. Việc làm trượng nghĩa của Hoa Thiển, Trọng Khê Ngọ từ trên tầng của khách quán đối diện cũng đã nhìn thấy hết. Hoa Thiển thay đổi, làm Trọng Khê Ngọ cũng có cái nhìn khác về cô. Vừa về đến nhà, phụ thân và mẫu thân đã đợi Hoa Thiển ngoài cửa từ sớm.
Cô thật sự rất muốn chạy lại ôm chầm lấy họ, nhưng phải giữ bình tĩnh đến Thỉnh An. Thấy con rể Trọng Dạ Lan không đến, tổng quản bỏ vào một mạch. Mẫu thân còn muốn tâm sự nhiều với Hoa Thiển, nhưng tâm trí cô lại đang nghĩ đại sự. Hoa Thiển cáo lui mẫu thân để đến gặp phụ thân. Kiếp trước là sự đố kỵ của cô đã khiến cả nhà suy vong, kiếp này cô phải làm gì đó để thay đổi. Trước mắt, Hoa Thiển kể tội Hoa Mạn, cô ta đã đẩy mình xuống ao. Nhân cơ hội, Hoa Thiển muốn phụ thân mình cắt đứt liên hệ với Hoa Mạn, cũng nên giúp nhà họ Mục nói đôi lời để họ được ân xá. Tổng quản đến làm lạ, trước giờ không phải nữ nhi rất ghét nhà họ Mục sao, tại sao giờ lại muốn nói giúp cho họ? Nghĩ lại lúc trước, Hoa Thiển dùng bộ mặt ngây thơ vô số tội để lừa Mục Giao tìm kiếm mọi giới, rồi lại chạy đến chỗ phụ thân, muốn ông ấy giúp mình ám hại Mục Gia, còn bày kế cho ông ấy. Vì yêu chiều con gái, tổng quản đã đi một nước đi vào lòng đất. Kết quả đương nhiên gia chủ Mục Giao bị vu oan rồi tự tử trong nhà ngục. Cái kết cho Hoa Gia cũng là bước suy vong. Hiện giờ, Hoa Thiển phải cố sức khuyên phụ thân ngừng việc hãm hại Mục Gia lại. Ông ấy cũng thấy nữ nhi của mình trưởng thành rồi. Nhưng thật ra, Hoa Thiển cũng đổ mồ hôi tay mãi mới nói được ra những lời đó. Một nô tỳ tâm cơ định quyến rũ thiếu gia nên có tình chắn đường rồi động chạm. Chút nữa thì cô ta thành công, đúng lúc Hoa Thiển đi qua, thấy muội muội, thiếu gia chạy vội lại. Nào là khen Hoa Thiển xinh đẹp, còn muốn tặng vải trắng cao cấp mà cô thích nhất. Ai mà ngờ, muội muội này thay đổi rồi, lạnh lùng với đại ca, còn chê đại ca chuyên gây phiền phức rồi bỏ đi. Buổi tối, cả nhà ngồi đợi Trọng Dạ Lan mà cơm canh nguội hết. Hoa Thiển cũng đói muốn chết luôn rồi, mãi thì người cũng đã đến. Hoa Thiển còn phải nhường miếng đầu cho phu quân. Hoa Thâm ham vui, cứ sáp sáp lại muốn mời rượu Trọng Dạ Lan, làm Hoa Thiển ăn mất cả ngon, còn phải nhường ghế cho đại ca được ngồi cạnh em rể. Hoa Thâm còn muốn giúp Trọng Dạ Lan nạp thêm nhiều tiểu thiếp, phải để tổng quản dọa đánh, đại ca mới chịu chạy trước. Phụ thân còn chưa kịp uống chén nào với con rể thì Hoa Thiển đã kéo Trọng Dạ Lan về trước. Cũng là do cô không muốn phụ thân mình bàn chuyện chính sự gì với Trọng Dạ Lan. Bây giờ cũng nên bắt đầu kế hoạch tiếp theo của mình, Hoa Thiển muốn gặp Mục Giao. Nhưng lời vừa nói ra đã bị Trọng Dạ Lan từ chối ngay lập tức. Hoa Thiển phải bốc phét là muốn giúp tỉ muội và không nghi ngờ gì cả thì Trọng Dạ Lan mới chịu đồng ý. Mục Giao mới đầu đương nhiên không tin Hoa Thiển. Dù gì, chính cô là người có ý tiếp cận Mục Lan trước rồi lên kế hoạch ám hại khiến Mục Gia tan cửa nát nhà. Những việc làm lúc trước của Hoa Thiển sao có thể bảo nói mấy câu là hóa giải. Thấy Mục Giao nóng này, Hoa Thiển rót cho cô ấy cốc nước. Hoa Thiển không uống, còn hất vỡ cái cốc. Tiếng động lớn làm Trọng Dạ Lan bên ngoài không thể không vào xem tình hình. Thấy trên mặt Hoa Thiển có vết đỏ, tưởng là Mục Giao đánh, Trọng Dạ Lan đã nặng lời. Sợ hai người họ hiểu lầm, Hoa Thiển hết sức giải thích là do tự mình đánh, còn bịt miệng Trọng Dạ Lan để không mắng nhiếc Mục Giao. Cô nhanh chóng tốc biến trước để Trọng Dạ Lan ở lại xin lỗi Mục Giao. Hoa Thiển còn nghĩ rằng chỉ cần mình giúp họ giải quyết hiểu lầm là sẽ không lặp lại sai lầm kiếp trước. Ai ngờ hai người này còn cãi nhau nhiều hơn. Mục Giao ngang ngược chọc Trọng Dạ Lan tức giận bỏ đi luôn. Theo lời ái nữ, tổng quản đã ở trước mặt gia chủ mà nói giúp cho Mục gia chủ, cũng giúp ông ta được giảm án xuống còn lưu đày 3 năm. Trọng Khê Ngọ thấy chuyện này thật thú vị, vì người ầm ĩ trong vụ Mục gia lại bỏ tiền ra giúp Mục gia chủ minh oan giảm án. Biết tin này, Hoa Thiển thấy có hy vọng rồi. Nếu chỉ bị lưu đày 3 năm, Mục gia chủ sẽ không tuyệt vọng mà tự tử nữa. Cô viết vội mấy chữ, còn có ngày mai, xin hãy bảo Trọng đem bỏ phong thư, rồi đưa thiên chỉ thuê người đưa cho Mục gia chủ. Mục Giao từ biệt cha mình xong, còn nói muốn ở lại nơi này giúp cha minh oan. Để làm được việc đó, cô ta muốn được trả ân, làm người hầu cho nhà họ Trọng. Trọng Dạ Lan từ chối, Trọng Gia không thiếu hạ nhân. Mục Giao đe dọa, nếu không thu nhận cô ta sẽ đem việc Trọng Dạ Lan giúp mình bỏ trốn nói ra bên ngoài. Trọng Dạ Lan đúng là làm ơn mắc oán, vậy thì để xem Mục Giao có thể chịu được làm người hầu không. Nhưng mục đích của Mục Giao chính là tìm cách vạch trần bộ mặt thật của Hoa Thiển, người đã gây ra kiếp nạn cho Mục Gia. Trọng Dạ Lan mang Mục Giao đến làm người hầu cho Hoa Thiển. Cô không biết hai người này định giở trò gì, nhưng kiếp trước đã biết tình cảm của họ, thế thì để cô tác hợp đi. Hoa Thiển để Mục Giao ở thư phòng phục vụ, lần trước đến cũng thấy bên đó thiếu người. Trọng Dạ Lan không cần nói cũng biết là vui ra mặt, nhưng Nhũ Mẫu và Thiên Chỉ thì không muốn. Họ nhìn thế nào cũng thấy Mục Giao là cái gai trong mắt, không hiểu sao chủ nhân lại để nữ nhân là tình địch của mình ở bên cạnh phu quân. Hoa Thiển nghe hai người họ càm ràm đến mà phiền. Hoa Thâm đi uống trà, lại cứ nhất quyết muốn mang con gái nhà người ta về phủ. Bị từ chối, còn muốn cưỡng ép, Trọng Khê Ngọ tình cờ cũng ở đây. Không thể đứng nhìn Hoa Thâm làm càn, Trọng Khê Ngọ cho người xuống giải cứu người đẹp. Hoa Thâm cũng chỉ được cái to mồm, chứ cũng nhát gan, vội lấy cái danh anh vợ Trọng Dạ Lan ra dọa. Hoa Thiển đang tắm nắng cũng bị lôi đến giải quyết vớ rắc rối cho đại ca. Vừa thấy muội muội đến, Hoa Thâm tưởng là cứu viện, vội chạy đến mách lẻo, nhưng ai nói là Hoa Thiển đến giúp chứ. Hai người kia còn quay sang mắng vốn cả Hoa Thiển, cậy quyền hiếp yếu, làm ô danh nhà họ Trọng. Hoa Thiển còn chưa nói gì thì Nhung Châu đang làm phục vụ ở đây lập tức lao vào. Nhanh như một cơn gió, Nhung Châu bị đánh cho mặt mũi thâm tím. Hoa Thiển cũng không đứng nhìn, cho người bắt hai tên kia lại với tội sỉ nhục. Còn cả Hoa Thâm cũng gô cổ mang lên phường. Thấy muội muội chỉ mình, Hoa Thâm né, nhưng né đi đâu được. Hoa Thiển phải cho đại ca này ngồi nhà lao vài hôm để tự kiểm điểm. Hoa Thâm sợ rồi, còn quỳ xuống ôm chân muội muội xin tha. Hai người kia cũng xin được bỏ qua cho, việc này Hoa Thiển làm chủ nhưng không quyết định.
Cô ca nữ kia cũng đồng ý bỏ qua nếu Hoa Thâm không làm phiền nữa thì mọi việc mới được êm đẹp. Hoa Thiển không biết hai người này là ai, còn muốn cho Thiên Chỉ đi theo dõi thì Trọng Khê Ngọ cũng chạy đến góp vui. Hoa Thiển xuất giá rồi nên tự có thay đổi của mình, gia chủ đây không cần quá khen. Trọng Khê Ngọ còn muốn ngồi ké xe của Hoa Thiển về, trong thâm tâm thì gào thét không cho, nhưng ngoài mặt Hoa Thiển vẫn phải vui vẻ mời người lên xe. Cả đoạn đường Trọng Khê Ngọ không nói lời nào, Hoa Thiển hỏi mấy câu mà người kia mặt vẫn lạnh ngắt. Mãi suy nghĩ mà cô không để ý đã đến Trọng Chi Viên, phải để Trọng Khê Ngọ gọi mấy câu, Hoa Thiển mới rực tỉnh để kéo váy nhường đường cho người xuống. Trọng Khê Ngọ cũng không giấu nổi nụ cười của mình nữa. Buổi tối Hoa Thiển đang dùng bữa thì Trọng Dạ Lan cũng về. Trọng Dạ Lan vừa chạm vào tay Hoa Thiển đã vội rụt tay lại, rõ ràng là thái độ tránh né. Hoa Thiển cũng không muốn ngồi ăn cùng Trọng Dạ Lan. Phu quân vừa gắp thức ăn, cô đã buông bát xuống, nói rằng mình ăn no rồi. Đang uống ngụm nước, Trọng Dạ Lan lại nói đến việc của Mục Giao, làm Hoa Thiển chưa chuẩn bị tâm lý mà sặc nước. Trọng Dạ Lan định vỗ lưng cho cô thì Hoa Thiển lấy tay hất ra, là để lấy khăn từ chỗ Thiên Chỉ, nhưng rõ ràng kiếp này Hoa Thiển đã hết tình cảm với Trọng Dạ Lan. Cô không những không muốn thân thiết với Trọng Dạ Lan, còn muốn giúp chàng đến với Mục Giao. Trọng Dạ Lan tưởng vì Mục Giao ở đây nên Hoa Thiển không vui, chàng muốn đuổi cô ta đi. Nhưng Mục Giao một mực muốn ở lại để chứng minh là Hoa Thiển hại gia đình mình hay cô ta đã nghĩ nhiều. Mục Giao xin được ở lại 3 tháng, chỉ để lật bộ mặt thật của Hoa Thiển lên, sẽ không hãm hại cô, nếu không sẽ tan biến như cát bụi. Để bù đắp cho Hoa Thiển, Trọng Dạ Lan mang cổ cầm quý giá đến tặng cô. Ai ngờ, Hoa Thiển không mấy quan tâm, không chơi thử còn mang cất vào kho. Sau đó, ngày nào Nam Phong cũng theo lệnh Trọng Dạ Lan mang đồ tốt đến, mà Hoa Thiển còn chẳng buồn liếc nhìn đã đóng kho tất cả. Lần này đích thân Trọng Dạ Lan đến, nghe lời Nam Phong nên chàng mang đến chút đồ ngọt. Ai ngờ trước khi xuất giá, Hoa Thiển bị bệnh và phải kiêng ăn đồ ngọt từ lâu rồi. Trọng Dạ Lan đã gác công việc hôm nay lại, muốn đưa Hoa Thiển ra ngoài chơi, mà lời chưa nói xong, cô đã từ chối xong. Bình thường buồn chán cô cũng tự ra ngoài, Trọng Dạ Lan vẫn nên về làm chính sự đi. Bị Trọng Dạ Lan làm phiền, thấy người nhất định không rời đi, Hoa Thiển quyết định đến thăm trưởng công chúa, lâu rồi cô cũng không đến thăm người. Tình cờ hôm nay Trọng Khê Ngọ cũng đến đây, làm nơi này của trưởng công chúa náo nhiệt hẳn, Hoa Mạn cũng đến. Hoa Thiển cũng chẳng muốn có nhiều quan hệ với người này, tùy ý hứa sẽ giúp đỡ nếu Hoa Mạn cần gì, vì hai người dù sao cũng là người nhà. Hoa Thiển cố tình đến thăm trưởng công chúa là vì không muốn đi chơi cùng Trọng Dạ Lan. Thế mà lại nghe tin động trời từ Thiên Chỉ rằng đại gia đã nghỉ nửa tháng để dành thời gian cho mình. Rồi xong, thế là trong nửa tháng đó, sơ hở ra Hoa Thiển lại chạy đến thăm trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng đến lạ, dạo này có chuyện gì sao mà Hoa Thiển hay đến đây. Cô phải bốc phét đều là tâm ý của đại gia nhà mình. Nhưng khi trưởng công chúa nói muốn nhắc nhở Trọng Dạ Lan ít lo việc nước mà dành thời gian cho gia đình, thì Hoa Thiển vội từ chối, còn dặn người đừng nói gì cả. Đúng lúc Thái Hậu cho mang tặng vải được tiến cống, trưởng công chúa thấy là do cháu trai của người thích ăn thì đúng hơn. Đám nữ nhân tranh nhau muốn mang đến cho Trọng Khê Ngọ. Để giải quyết, trưởng công chúa đùn đẩy sang cho Hoa Thiển. Đúng là người trong cung gia, giải quyết vấn đề rất gọn gàng. Hoa Thiển mang đồ đến mà Trọng Khê Ngọ không cho người xuống lấy, để cô phải tự mang lên. Đang định cáo lui thì Trọng Khê Ngọ đưa sổ sách cho Hoa Thiển, còn hỏi cô nên xử lý việc Hoa Thâm thường xuyên tiêu tiền vào kỹ viện như thế nào. Hoa Thiển nhanh trí, tự véo vào chân mình cho đau, rồi rơm rớm nước mắt mà quỳ xuống, nhận mình chỉ là nữ nhân, không biết công vụ, cũng không biết nên giải quyết thế nào. Trọng Khê Ngọ bỗng đến gần, làm Hoa Thiển toát mồ hôi hột. Cũng may là hắn chỉ lấy lại sổ sách rồi cho Hoa Thiển đứng lên, nhưng sự nghi ngờ đó cũng làm Hoa Thiển hoảng sợ rồi. Vừa hay Trọng Dạ Lan đến, Hoa Thiển vội núp sau phu quân, còn túm chặt áo, rồi nắm chặt tay nữa, nhìn mặt cô là thấy căng thẳng thế nào. Lúc trở về, nghe Trọng Dạ Lan hỏi, Hoa Thiển rất muốn nói hết lời trong lòng ra, nhưng cô nào dám, chỉ biết im lặng, không dám thừa nhận mình bị làm khó. Hoa Thiển không nói cũng được, Trọng Dạ Lan không ép, chỉ cần cô biết nếu gặp khó khăn, chàng sẽ là người ở bên, che chở cho. Thật sự Hoa Thiển cũng muốn được Trọng Dạ Lan bảo vệ, nhưng kiếp này, cô không thể vì chút tình cảm mà khiến cả gia tộc suy vong. Đang nghĩ cái cớ để không đến Trọng Chi Viên nữa, đêm đó gió lạnh, thay vì đóng cửa sổ, Hoa Thiển lại mở ra để gió lùa vào. Hôm sau, cô ngủ đến trưa chưa dậy và Hoa Thiển thật sự bị cảm lạnh rồi. Nếu đang đến mà lại không tới nữa thì bị nghi ngờ, lần này có cái cớ hợp lý rồi. Nghe tin Hoa Thiển bị bệnh, trưởng công chúa còn cho người đi chuẩn bị ít thảo dược quý trong kho, mang sang cho Hoa Thiển tầm bổ. Bà ấy rất quan tâm cô, thấy cô cơ thể gầy gò nên mới dễ bệnh như vậy. Mẫu thân và đại ca Hoa Thiển cũng đến thăm, nói là vào trước mà Hoa Thâm mải tán tỉnh Mục Giao, quên luôn đường về. Đến lúc bị hỏi lại đổ tại đại hoàng dẫn sai đường đi. Để lấy lòng muội muội, Hoa Thâm còn chuẩn bị rất nhiều trang sức muốn tặng vì hôm thành thân đại ca này chưa tặng đồ cho muội muội. Ngoài mặt thì Hoa Thiển không muốn nhận, nhưng cô cũng đâu thể giận đại ca mình mãi. Thế mà Hoa Thâm lại hỏi về Mục Giao, sợ gia đình gặp chuyện nếu Hoa Thâm qua lại với Mục Giao. Hoa Thiển nổi giận rồi mắng đại ca một trận, còn dặn mẫu thân về nhắc nhở cha nên đưa đại ca vào quy củ quản lý gia sản, không thể để đại ca nhởn nhơ chơi bời mãi thế được. Hoa Thiển đang nghỉ ngơi, bỗng hai nô tỳ cười nói về việc trong phủ vừa tuyển vài hộ vệ, trong đó có một người rất đẹp trai. Nghe đến trai đẹp, Hoa Thiển cũng tò mò người đó không biết như nào, phải để Thiên Chỉ nhắc nhở. Cô giờ là Hoa đã có chủ, người đẹp nhất trong mắt cô phải là đại gia.
Hoa Thiển nhớ lại thuở nhỏ, lúc mình đến chùa đã gặp Trọng Dạ Lan ở đây. Lúc đó, còn là những đứa trẻ ngây thơ, Hoa Thiển và Trọng Dạ Lan đã chơi rất vui vẻ. Trọng Dạ Lan còn tặng cô miếng ngọc, nói rằng nếu muốn gặp, cứ đưa nó cho trụ trì ở đây. Sắp tới là sinh thần Trọng Dạ Lan, Hoa Thiển không muốn tổ chức linh đình, vì ngày đó cũng là ngày giỗ của chàng. Ban đầu còn không muốn, nhưng Hoa Thiển vẫn để cho Thiên Chỉ mang cây đàn lần trước mình được tặng ra. Chủ yếu là vì Trọng Khuê Ngọ cũng đến, để hắn mê mẩn Mục Giao và không tìm cách làm hại gia đình mình nữa, Hoa Thiển đặc biệt mang đàn lên để Mục Giao đàn. Thấy Trọng Khuê Ngọ rất chăm chú nghe, Hoa Thiển thấy mình đã thành công được bước thứ nhất rồi. Trọng Khuê Ngọ rất tán thưởng tài chơi đàn của Mục Giao, mà Trọng Dạ Lan lại thấy cũng bình thường. Vậy thì Trọng Khuê Ngọ xin luôn Mục Giao về để đàn cho trưởng công chúa nghe. Còn tưởng Trọng Khuê Ngọ xin người là thật, thế mà lại chỉ là ảo tưởng của Hoa Thiển. Cô còn ngồi cười ngây ngốc, đến nỗi mà người ta gọi mấy câu sư tẩu cũng không nghe thấy. Thiên Chỉ phải đến gần lay cô mấy cái, Hoa Thiển mới hoàn hồn. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Hoa Thiển phải bốc phét là thấy Mục Giao đàn hay quá nên không để ý Trọng Khê Ngọ gọi. Thấy Trọng Khê Ngọ tán thưởng trong phủ nhiều nhân tài, đến nô tỳ cũng biết đánh đàn. Hoa Thiển còn đang gật gù, đúng 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 theo kế hoạch rồi. Ai ngờ Trọng Khê Ngọ lại bẻ lái, muốn xem cả Hoa Thiển đàn. Trọng Dạ Lan cũng hưởng ứng, tâm đắc cô từng đi học đàn, chắc chắn chơi rất hay. Trong Dạ Lan đang rất mong chờ Hoa Thiển đàn cho mình nghe một bài, nhưng cô vẫn mãi từ chối, còn hứa lần sau đàn cho Trọng Khê Ngọ nghe. Hôm nay là sinh thần Trọng Dạ Lan, cô không nên chiếm hào quang của chàng. Còn tưởng huynh đệ họ Trọng nghe xong đàn của Mục Giao sẽ rời đi, thế mà Trọng Khê Ngọ lại hỏi Hoa Thiển đã chuẩn bị quà gì cho Trọng Dạ Lan. Nghĩ một hồi, Hoa Thiển quyết định tự mình xuống bếp. Một lúc sau, cô bưng lên một bát mì trường thọ do đích thân mình nấu. Không cần nói cũng biết Trọng Dạ Lan vui đến mức nào, nhưng cũng hơi xót vì thấy tay Hoa Thiển bị thương rồi. Mà nghe cô nói mình đã cất công học để làm bất ngờ cho đại gia, Trọng Dạ Lan không thể lãng phí mà ăn hết cả bát mì. Tiệc đã tàn nhưng hai người kia vẫn ngồi bàn chính sự, báo hại Hoa Thiển phải ở lại cùng. Cô buồn chán lắm rồi, chỉ muốn về đánh một giấc trên chiếc giường thân yêu. Trong lúc Trọng Dạ Lan đi lấy tài liệu, Trọng Khê Ngọ tranh thủ hỏi dò Hoa Thiển. Như lần trước, cô vẫn giả ngốc rằng mình không biết chuyện buôn bán. Thế mà Trọng Khê Ngọ lại nghi ngờ, hỏi cô rốt cuộc là ai. Để Trọng Khê Ngọ buông bỏ ngờ vực với mình, Hoa Thiển soạn nguyên một bài văn mẫu. Nào là sau khi xuất giá cô đã thay đổi, lúc còn yêu thì muốn đại gia chỉ thuộc về mình, đến giờ đã nghĩ lại, chỉ cần đại gia hạnh phúc thì cô sẽ tìm đủ mọi cách. Lời này cũng bao gồm việc đẩy nữ nhân khác đến gần Trọng Dạ Lan. Trọng Khê Ngọ cảm thán sư tẩu quá rộng lượng rồi, sư huynh nghe được chắc cũng vui chứ. Thấy Trọng Dạ Lan ở đằng sau, Hoa Thiển quê đội quần. Cô vội vàng cùng Thiên Chỉ chạy về phòng mất, còn chút nữa thì vấp ngã. Ngay sáng hôm sau, để tránh mặt Trọng Dạ Lan mà Hoa Thiển xách hành lý về nhà mẹ đẻ ngay, đến chào hỏi cũng không nói một lời. Hoa Thâm rất vui khi thấy muội muội về nhà, thế là có người nói chuyện cùng rồi, nhưng nương thân nàng thì nhìn cái biết ngay. Phụ thân trách móc Hoa Thiển trẻ con, sao có thể giận dỗi là bỏ về nhà thế được. Phụ thân trách móc Hoa Thiển một hồi, rồi tính luôn đến việc ăn tối xong sẽ đưa Hoa Thiển về lại Trọng gia. Hoa Thiển không có chỗ chút giận, đúng lúc Hoa Thâm đến hỏi cô cãi nhau thật à, Hoa Thiển quát đại ca một tràng dài. Nhưng Hoa Thâm không buồn, còn thấy muội muội hung dữ như vậy, ra ngoài không sợ bị bắt nạt. Hoa Thiển suy nghĩ rất nhiều, đến phụ mẫu cũng không hiểu cho mình. Cả kiếp trước và kiếp này, cô đều chiến đấu một mình. Nhưng Hoa Thiển sẽ không vì thế mà nhụt chí, cô sẽ tự lo cho mình, còn cả gia đình thân yêu nữa. Hôm sau về phủ, Hoa Thiển đã chịu học làm sổ sách rồi quản lý thu chi trong phủ. Nhưng không phải vì Trọng gia hay vì bất kỳ ai, chỉ là để sau này cô có thể tự lo cho bản thân và không phải dựa dẫm vào người khác, nên học nhiều một chút. Trọng phủ có khách không mời, với giác quan nhạy bén của mình, Trọng Dạ Lan đã phát hiện ra, cũng cho Nam Phong tăng cường canh gác. Tối đó, tên áo đen đã đến tìm Mục Giao. Người này trước đó đã từng đến Mục phủ, Mục Giao còn giúp hắn không bị truy đuổi. Giờ hắn muốn Mục Giao đi theo mình, theo ta sẽ giúp cô điều tra vụ án của Mục gia. Chưa để Mục Giao đồng ý, thì Trọng Dạ Lan đã mang người truy đuổi, còn bắn bị thương. Tên này hẹn nửa tháng nữa sẽ đến tìm Mục Giao, rồi đánh ngất cô ta và nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Trọng Dạ Lan xông vào, người đã đi mất, thấy Mục Giao ngất trên bàn, Trọng Dạ Lan bế người về giường nằm, cho Nam Phong bố trí canh phòng nghiêm ngặt hơn. Trọng Dạ Lan đến tìm Hoa Thiển, muốn cho thêm người đến chỗ cô. Hoa Thiển định từ chối, nhưng thấy tỷ nữ ra hiệu cầu xin, cô hiểu nàng ta có người trong lòng muốn người đó đến đây, nên đã đồng ý. Trọng Dạ Lan không biết có phải Hoa Thiển hối hận vì lấy mình không, nhưng thật ra cô mới là người sai khi lúc trước gài bẫy để bắt chàng ta chịu trách nhiệm. Hoa Thiển cũng biết thích khách ngày hôm nay là ai, cô còn biết chắc nửa tháng nữa người đó đến tìm mình. Đó chính là người thứ ba phải lòng Mục Giao, mong là hắn không khiến cô thất vọng. Để cải thiện sức khỏe, Hoa Thiển bắt đầu rèn luyện cơ thể. Đầu tiên là nhảy dây, rồi qua đá cầu, xong đến chạy bộ, rồi nhảy cóc, mama nhìn mà muốn đột quỵ luôn. Rất nhanh đã đến lễ cúng gia tiên nhà họ Trọng, người chủ trì là Trọng Khê Ngọ. Vì là lễ cúng lớn nên có 7749 lễ nghi cần thực hiện. Đang lúc Trọng Khê Ngọ thắp ngang, thích khách xuất hiện, cả hiện trường náo loạn, quân lính hai bên đánh nhau loạn xạ lên. Mục Giao biết võ công nên cũng nhảy ra tham chiến, vì cứu Trọng Dạ Lan và lĩnh chọn một mũi tên. Cứ tưởng là thật, hóa ra lại là ảo tưởng của Hoa Thiển. Cô còn cười ngây ngốc, làm Trọng Dạ Lan cứ tưởng cô buồn chán quá nên ngốc luôn rồi. Thích khách thật sự đã đến, đúng như Hoa Thiển nhớ, Mục Giao đã tham chiến.
Hoa Thiển trốn sang một bên, tính xem kịch hay thì một tên thích khách nhằm vào cô. Không hề sợ hãi, Hoa Thiển chỉ người hắn cần tấn công là Mục Dao, vì kiếp trước cô không bị thương. Thích khách đuổi theo Hoa Thiển, đã bị Nhung Châu tiêu diệt. Nhưng Hoa Thiển còn đang mải chú ý đến phía Trọng Dạ Lan, nên cũng chưa kịp nghe tên của Nhung Châu. Theo kịch bản thì Mục Dao phải đỡ mũi tên cho Hoa Thiển, thế mà xô qua đẩy lại một hồi, chính cô lại là người trúng mũi tên. Trọng Dạ Lan vội vàng bế Hoa Thiển về chữa trị. Sự việc này nằm ngoài dự đoán của Hoa Thiển mà. Cũng may mũi tên không có độc, nên Hoa Thiển không nguy hiểm đến tính mạng. Trọng Dạ Lan đến thăm, dặn Hoa Thiển nghỉ ngơi cho tốt. Dù đang rất đau đớn vì vết thương, nhưng Hoa Thiển vẫn giữ Trọng Dạ Lan lại. Cô quyết định nói hết sự thật cho chàng biết, rằng người năm đó gặp Trọng Dạ Lan ở trong chùa là Mục Dao. Miếng ngọc bội chàng đưa, Hoa Thiển nhìn thấy ở chỗ Mục Dao. Hai người cũng chưa từng động phòng, cô đã bỏ thuốc Trọng Dạ Lan, cũng lừa dối bấy lâu. Trải qua thời khắc sinh tử, đã thấy mình sai, nên Hoa Thiển quyết định nói ra, cũng không mong Trọng Dạ Lan tha thứ. Trọng Dạ Lan thật sự rất tức giận, đùng đùng bỏ đi luôn. Trọng Dạ Lan đến tìm Mục Dao để xem sự thật là gì. Mục Dao thì đang chuẩn bị hành trang để rời khỏi Trọng phủ vì thời hạn 3 tháng sắp hết. Biết Mục Dao chính là mối tình đầu mình chờ mong, Trọng Dạ Lan lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, quyết định giúp Mục Dao điều tra lại án Mục Gia, bởi hắn không còn tin tưởng Hoa Thiển nữa rồi. Bên này, Hoa Thiển lại lần nữa mơ thấy cơn ác mộng kiếp trước, nỗi ám ảnh này không biết đến bao giờ mới buông tha cô. Còn chưa kể kiếp này, Hoa Thiển đã bị Trọng Khê Ngọ nghi ngờ. Vừa lờ mờ mở mắt ra, Hoa Thiển đã thấy bản mặt Trọng Khê Ngọ, còn tưởng đến ngủ cũng không yên, nhưng người là thật. Trưởng công chúa biết chuyện Hoa Thiển bị thương nên bảo Trọng Khê Ngọ dẫn đại phu đến khám. Hoa Thiển không nguy hiểm tính mạng, sở dĩ mê man là vì đã dùng hương giảm đau. Trọng Khê Ngọ tỏ ra rất quan tâm đến sức khỏe Hoa Thiển, hỏi cô đủ thứ trên trời, lại còn muốn đút thuốc cho cô. Nhưng chỉ với vài hành động này, Hoa Thiển phát hiện mục đích thật sự của Trọng Khê Ngọ. Cô mặc kệ mình đang bị thương, cũng xuống giường, quỳ gối trước Trọng Khê Ngọ, nói rằng mục đích ngài đến đây không đơn giản là mang thái y đến khám bệnh theo lời trưởng công chúa, đó là để kiểm tra xem cô có bị thương thật hay không chứ gì. Lời này của Hoa Thiển thật sự làm Trọng Khê Ngọ tổn thương, nhưng cũng không thể hấp tấp thanh minh được. Trọng Khê Ngọ còn muốn đỡ Hoa Thiển đứng dậy, nhưng cô lại từ chối. Cánh tay vừa đưa ra, Trọng Khê Ngọ vội vàng rụt lại. Đúng lúc Mục Dao sang mời Trọng Khê Ngọ đến thư phòng, Trọng Dạ Lan nghe tin gia chủ đến nên mời qua nói chuyện. Trọng Khê Ngọ đành rời đi trước, Mục Dao có lời gì đó muốn nói với Hoa Thiển, nhưng lại thôi. Hoa Thiển thật sự rất đau, cô có lẽ rất tủi thân. Để sửa chữa sai lầm kiếp trước, kiếp này Hoa Thiển đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều. Nhưng cô vẫn thấy đau, không phải vì vết thương mà vì bản thân đã cố gắng, nhưng cái nhận lại vẫn là sự nghi ngờ. Khoảng thời gian Hoa Thiển bị thương, Trọng Khê Ngọ không đến nơi này, gia nhân trong viện cũng lười biếng nên cả viện trông hoang tàn như bị bỏ hoang. Khoảng thời gian này, bên nhà mẹ Hoa Thiển chỉ toàn gửi đồ tốt đến, chưa từng đến thăm cô một lần. Không phải mẫu thân và đại ca không đến thăm cô, mà họ đã bị Trọng Dạ Lan chặn lại, còn nói nặng lời để hai người họ phải trở về. Hoa Thiển lập tức muốn gặp Trọng Dạ Lan hỏi cho ra lẽ, nhưng hắn cho Mục Dao chặn ngoài cửa. Hoa Thiển nắm tay Mục Dao, mong cô ta tin mình một lần nữa, cô sẽ trả lại hết những lỗi lầm mình gây ra. Lần này đến đây, Hoa Thiển cầu được hòa ly. Lời cô vừa nói ra khiến tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ, đến Trọng Dạ Lan trong thư phòng cũng phải đứng hình. Lúc trở về, Hoa Thiển bắt gặp Nhung Châu đang canh cửa viện. Cô nhận ra hắn là người đã cứu mình ở lễ tế gia tiên. Hoa Thiển cũng biết Nhung Châu họ Hoa, cùng họ với mình. Cô động viên đệ đệ kém một tuổi này tiếp tục cố gắng, làm Hoa Nhung Châu vui mừng ra mặt. Buổi tối, Trọng Dạ Lan thì thất thần, đến bữa tối cũng không muốn dùng. Mà bên kia, Hoa Thiển đang ăn uống rất ngon miệng. Trọng Dạ Lan thì cứ nghĩ về những điểm tốt dạo gần đây của Hoa Thiển. Cô còn đang bận tắm rửa cho cơ thể thoải mái. Hoa Thiển nhớ đến Hoa Nhung Châu, cô cảm thấy hắn không bình thường, không phù hợp là một hộ vệ. Hoa Thiển còn nghĩ phụ thân mình có con rơi con vãi bên ngoài, hoặc cũng có thể là của đại ca Hoa Thâm. Nhưng thôi không nghĩ nhiều nữa, kiếp này có nhiều thay đổi, có người cô chưa từng gặp cũng là dễ hiểu. Hoa Thiển không ngủ được, đang soạn lại trang sức của mình, còn tính mang đi bán một ít lấy tiền sau này dùng đến. Trọng Dạ Lan lù lù xuất hiện phía sau, làm Hoa Thiển giật mình đánh rơi cả ngọn nến trên tay. Hoa Thiển chỉ định bốc phét về tình cảm của mình với Trọng Dạ Lan một chút thôi, để hắn khỏi nghi ngờ tại sao cô cứu hẳn, rồi lập tức muốn bỏ đi. Ngoài dự tính, vì cô yêu hắn như vậy, Trọng Dạ Lan lại cho cô ở lại, an nhàn làm đại phu nhân của hắn. Trọng Dạ Lan rời đi, còn thổi tắt nến, làm Hoa Thiển mò mẫm trong bóng tối để về giường. Còn vì không nhìn thấy mà vấp ngã, cô cũng chỉ có thể mắng hắn là ăn cháo đá bát, làm ơn mắc oán. Tức quá mà Hoa Thiển không làm gì được, đến cửa sổ bị mở ra, cô cũng không xuống đóng được vì sợ lại vấp ngã. Hôm sau, Trọng Dạ Lan cho Nam Phong đến lấy lại sổ sách và chìa khóa trong phủ. Thiên Chỉ còn ngăn cản, rồi cãi nhau inh ỏi một phen. Hoa Thiển đến là phiền, phải giải thích cho Thiên Chỉ rằng Trọng Dạ Lan giờ không còn tin tưởng cô nữa, cô cũng không đòi hỏi gì, nên Nam Phong đến lấy gì thì trả đi. Trọng Dạ Lan còn cắt giảm người trong viện của Hoa Thiển, chỉ còn một mình Hoa Nhung Châu vẫn chịu ở lại. Hoa Thiển khuyên hắn nên rời đi sớm, ở lại đây không có tương lai. Nhưng Hoa Nhung Châu chỉ một lòng muốn bảo vệ Hoa Thiển. Trọng Dạ Lan cũng cắt giảm chi tiêu trong viện, Thiên Chỉ đến nhà bếp cũng chỉ lấy được chút rau và chút cơm trắng. Nhưng Hoa Thiển thấy vẫn tốt hơn là hồi cô bị lưu đày. Đến y phục mới, Hoa Thiển cũng bị cắt nốt. Nói chung là nha hoàn của cô ra ngoài về đều là tay trắng.
Nhũ Nhẫu còn mang về một sổ quả óc chó, đây là khẩu phần ăn của viện. Hoa Thiển không chịu nổi, định chạy đến tính sổ với Trọng Dạ Lan, nhưng bị mọi người ngăn lại, hiện giờ vẫn đang ở Trọng phủ, cô không thể chống đối đại gia. Hoa Thiển tính ra ngoài tự mua đồ, nhưng người của cô ai cũng biết, bản thân thì không thể xuất đầu lộ diện. Đang suy nghĩ, Hoa Thiển chợt nhớ ra một người có ích. Nhờ có Hoa Nhung Châu ra ngoài mua đồ, ngày nào Hoa Thiển cũng có đồ ngon để ăn. Cô còn rất thỏa mãn vì trí thông minh của mình. Mấy ngày này nghỉ ngơi cũng đủ rồi, trưởng công chúa lại cho mời, Hoa Thiển đương nhiên phải trang điểm một chút rồi đến đó. Thiên Chỉ còn trang điểm đậm một chút, vì dù sao Hoa Thiển cũng mới bệnh dậy. Hoa Nhung Châu tặng Hoa Thiển một chiếc vòng tay. Mới đầu Hoa Thiển còn tưởng là đại ca Hoa Thâm tặng, đang muốn từ chối vì thứ này cô không ham. Nhưng đó là vòng tay trá hình, bên trong giấu một con dao nhỏ. Hoa Thiển còn thử nghiệm lên hộp gỗ, quả thật rất sắc nhọn. Vật hữu ích như vậy, Hoa Thiển đương nhiên giữ lại. Giờ phải đến gặp trưởng công chúa, Hoa Thiển còn cho Hoa Nhung Châu đi cùng làm hộ vệ của mình, làm hắn vui mừng không hết. Đến Trọng Chi Viên, Hoa Thiển xui xẻo gặp Trọng Khê Ngọ. Trọng Khê Ngọ thì muốn hỏi han sức khỏe, quan tâm đến Hoa Thiển, nhưng cô lại nghĩ hắn đang đe dọa mạng sống mình, lời nói đều là ngờ vực. Lại lần nữa, cánh tay giơ ra của Trọng Khê Ngọ lại phải rút lại. Trưởng công chúa thật sự rất quan tâm Hoa Thiển, còn cho cô ngồi cạnh mình. Rõ ràng, giờ vị trí của Hoa Thiển trong lòng trưởng công chúa đã cao hơn rất nhiều. Người còn trách vì sao cô bị thương mà không báo, để chút nữa người gửi thái y sang thăm bệnh. Thế là lộ chuyện Trọng Khê Ngọ mang thái y sang, giả là do trưởng công chúa phái đến, làm Hoa Thiển càng thêm cảnh giác. Thấy Hoa Thiển muốn về, Trọng Khê Ngọ đuổi theo, gọi mấy câu sư tẩu cô cũng không quay lại. Trọng Khê Ngọ gọi luôn tên Hoa Thiển, còn trực tiếp giữ cô lại, nhưng bị Hoa Thiển hất ra. Trọng Khê Ngọ định giải thích lời mình nói hồi sáng không có ý xấu, nhưng Hoa Thiển vội vàng quỳ xuống, trình bày gia đình còn có cha mẹ già yếu, đại ca trẻ nhỏ, mong Trọng Khê Ngọ không làm khó mình. Một lần nữa, gia chủ lại tổn thương vì rõ ràng Hoa Thiển vẫn còn nghi ngờ mình, cho rằng mình đang thăm dò cô, thôi thì bỏ đi vậy. Phụ mẫu nghe tin Hoa Thiển muốn hòa ly, lập tức cho mời cô về nhà một chuyến. Đại ca Hoa Thâm đã đợi sẵn, còn muốn đỡ muội muội xuống mà bị Hoa Thiển ngó lơ. Thấy Hoa Thâm cứ lải nhải bên tai mình, Hoa Thiển phải khoe ra mình đã đeo vòng huynh tặng rồi đây. Hoa Thâm không nhớ mình tặng vòng đó, nhưng với trí thông minh khiêm tốn nên cũng không nghĩ nhiều. Chưa về đến nhà được bao lâu, Hoa Thiển đã tranh chấp với phụ thân. Hoa Thâm muốn bênh muội muội nhưng bị quát một tiếng, liền lặng im đứng sang một bên. Hoa Thiển trách phụ thân không ngăn chặn mình làm những việc xấu trước đó, còn nói người không quan tâm đến con cái, mặc sức chúng muốn làm gì thì làm, người chỉ để ý đến vị trí tổng quản. Hoa Thiển khuyên cha nên từ chức, rồi cả gia đình về quê mở một cửa tiệm nhỏ. Tranh cãi một hồi, phụ thân không chịu được Hoa Thiển hỗn xược như vậy. Ông ấy lần đầu ra tay đánh Hoa Thiển, còn đuổi cô từ nay đừng trở về nữa. Hoa Thiển nhận ra, Hoa Phủ không ai chịu nghe lời mình hết. Phụ thân, mẫu thân, đến cả ca ca ngốc mỗi ngày sống trong nhung lụa cũng chỉ biết nghe lời phụ thân. Trở về Trọng Phủ, Trọng Dạ Lan thấy vết thương của Hoa Thiển, nhưng không phải quan tâm mà sợ cô làm mất mặt mình. Hoa Thiển định không tranh cãi, đúng lúc thấy Mục Giao đi qua, cô chủ động ôm Trọng Dạ Lan. Khi biết Mục Giao nhìn thấy, Trọng Dạ Lan lập tức đẩy Hoa Thiển ra. Nếu hắn không chịu nhận thư hòa ly của mình vì sợ mất danh tiếng, thì Hoa Thiển đành dùng đủ mọi cách để hắn chủ động hòa ly trước vậy. Trọng Dạ Lan rất quan tâm đến Mục Giao, còn muốn thanh minh những chuyện vừa rồi. Nhưng lời chưa nói ra, đã bị Mục Giao chặn lại. Giờ cô ta chỉ để tâm đến việc tìm ra sự thật cho uẩn khúc của Mục gia. Sắp tới có tiệc thẩm hương ở Trọng Chi Viên, Trọng Dạ Lan sai Nam Phong đến báo cho Hoa Thiển một chút. Lần dự tiệc này, Hoa Thiển biết sẽ có chuyện xảy ra, nhân tố lần này chính là Ngũ gia. Lúc xuống ngựa bước vào Trọng Chi Viên, Hoa Thiển không may vấp chân. Thế mà Trọng Dạ Lan lại lập tức tránh sang một bên. Hoa Thiển cũng chẳng bất ngờ, chắc hắn nghĩ cô cố tình làm thế. Buổi tiệc lần này có rất nhiều chủ quản trong thành đến dự. Người đại diện của Mục gia đến là Ngũ Sóc Mạc, cũng chính là tên thích khách thân quen của Mục Giao. Hai người đó còn tình chàng ý thiếp trước mặt nhiều người, Hoa Thiển thấy cũng quá lộ liễu rồi đi. Mải suy nghĩ mà cô không để ý mình đang chọt đũa muốn nát miếng điểm tâm, thu hút sự chú ý của trưởng công chúa và Trọng Khê Ngọ. Sau tiết mục ăn uống, theo truyền thống cũ, chính là đoán hương. Hoa Thiển thấy việc này thật buồn chán, ngồi gõ gõ ly trà thì bị Trọng Dạ Lan mặt nặng mày nhẹ, thế là cô bỏ ra ngoài luôn. Không ngờ vừa ra hoa viện ngồi một lúc thì Ngũ Sóc Mạc cũng chạy ra theo. Hắn hỏi về tình cảm của cô và Trọng Dạ Lan có vẻ khá lạnh nhạt, việc này không giống kiếp trước. Đáng lẽ người đến nhờ và hắn hợp tác để tách Mục Giao và Trọng Dạ Lan ra phải là cô. Cô hợp tác với hắn, nhưng rồi hắn phản bội, buông bỏ Mục Giao, đẩy cô ta vào tay Trọng Dạ Lan. Cũng vì hắn phản bội mà Hoa gia lâm nguy. Lần này Ngũ Sóc Mạc lại chủ động đề nghị hợp tác với mình, Hoa Thiển đương nhiên không muốn dây vào những chuyện này. Cô định giả vờ mình còn bị bệnh sau khi đỡ mũi tên ở lễ gia tiên để chuồn trước, mà Ngũ Sóc Mạc vẫn muốn nói thêm vài lời. Cũng may có Trọng Khê Ngọ đến giải vây, Ngũ Sóc Mạc mới chịu rời đi. Hoa Thiển vội giải thích mình không có ý làm hại Mục Giao, gia chủ đừng tin lời tên họ Ngũ kia. Trước khi rời đi, Hoa Thiển còn khuyên Trọng Khê Ngọ chuyện tình cảm vẫn nên tự thân cố gắng. Chưa đi được mấy bước, Hoa Thiển bị Hoa Mạn chặn đường, cô ta lớn giọng sỉ nhục Hoa Thiển. Cô đã định không đôi co, đúng lúc thấy có người theo dõi, Hoa Thiển quyết định lần này xanh chín với Hoa Mạn. Cô còn cố tình nói to để người nấp đằng kia có thể nghe hết mọi chuyện. Hoa Mạn kiêu ngạo nói rằng Hoa chủ quản không có mình thì không có ngày hôm nay, rồi mà có một ngày ả ta khiến Hoa gia phải quỳ dưới chân mình.
bị Hoa Thiển ngáng chân, Hoa Mạn tức sôi máu, ngôn từ mất kiểm soát, à đòi làm chủ mẫu của Trọng Chi Viên, lúc đó sẽ tính sổ với Hoa Thiển. Vừa hay Trọng Khê Ngọ đã nghe hết, Hoa Thiển còn giả bộ yếu đuối, rồi rơi nước mắt, nói rằng Hoa Mạn ăn cháo đá bát, nãy mới nói không cần đến phụ thân mình, giờ lại đổ tội cho ông ấy. Bị gia chủ trách tội, Hoa Mạn thẹn quá hóa giận, thấy Hoa Thiển chuẩn bị bỏ đi, à ta ném cả tô canh nóng vào người Hoa Thiển. Cũng may Trọng Khê Ngọ nhanh chân, đỡ trước mặt cô. Hoa Thiển có thể thấy khói còn bốc lên ngùn ngụt. Hoa Mạn và tỷ nữ của ả ta bị bịt miệng lôi xuống, giam vào nhà lao, Hoa Thiển phải đi theo Trọng Khê Ngọ. Hắn còn muốn cô bôi thuốc cho mình, thấy Hoa Thiển không muốn, Trọng Khê Ngọ dọa sẽ nói chuyện hồi nãy ra, Hoa Thiển đành ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ Trọng Khê Ngọ thản nhiên cởi đồ trước mặt Hoa Thiển, thấy vết thương của Trọng Khê Ngọ khá nặng, Hoa Thiển không thể làm ngơ, vội bôi thuốc cho hắn. Xong việc, Hoa Thiển định chuồn trước, mà Trọng Khê Ngọ cứ muốn hỏi sao cô lại nhắc đến Mục Dao mãi vậy. Hoa Thiển cũng chẳng giấu, Ngũ Sắc Mạc có ý với Mục Dao, mà ánh mắt Trọng Khê Ngọ nhìn Mục Dao, cô là nữ tử nên biết đó là ánh nhìn ái mộ. Hơn nữa, cũng mong Trọng Khê Ngọ đừng làm khó Hoa ra gì cả. Trọng Khê Ngọ tưởng Hoa Thiển cũng để ý đến mình, liền vui ra mặt, còn chặn cửa không cho cô rời đi. Hoa Thiển quay lại thấy Trọng Khê Ngọ y phục không chỉnh tề, vội quay đi thì đập đầu vào cửa. Lúc trở về yến hội, ai cũng nhìn thấy cục u to đùng trên trán Hoa Thiển. Ngũ Sắc Mạc cũng nhận ra Trọng Khê Ngọ thay y phục, hắn cùng trưởng công chúa đều nghi ngờ Hoa Thiển và Trọng Khê Ngọ vừa có gì đó mờ ám. Vì là người chiến thắng, Ngũ Sắc Mạc muốn đổi phần thưởng lấy Mục Dao. Trọng Khê Ngọ đương nhiên không đồng ý, còn trước mặt rất nhiều người tuyên bố Mục Dao là nữ nhân của mình. Hoa Thiển đã biết trước việc này, rất đúng ý cô. Chút nữa cô sẽ lấy đấy là lý do, rồi khóc lóc bù lu bù loa đòi hòa ly. Kế hoạch sẽ tuyệt vời nếu không phải phụ thân cô can thiệp. Trọng Khê Ngọ cũng có cớ rằng nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Vậy là kế hoạch của Hoa Thiển phá sản từ trong trứng nước. Nhưng cô vẫn phải giả bộ khóc lóc đau lòng. Nghe mọi người bàn tán Trọng Khê Ngọ không để mặt mũi của chính thê như cô vào đâu, Hoa Thiển rất hài lòng. Tính ra thì cô vẫn còn nhiều cơ hội, trước mắt cứ giả bộ đã. Trọng Dạ Lan đã chính thức thổ lộ với Mục Dao, còn hứa đợi giải quyết xong việc của Mục Gia thì sẽ hòa ly Hoa Thiển, rước Mục Dao về phủ. Mục Dao đúng là số đào hoa, vừa được Trọng Dạ Lan tỏ tình, về đến phòng, Ngũ Sóc Mạc đã đợi sẵn. Hắn còn thề mình yêu Mục Dao từ cái nhìn đầu tiên, cũng không bỏ cuộc chỉ vì Mục Dao có người trong lòng rồi. Ngũ Sóc Mạc vẫn muốn hợp tác với Hoa Thiển, hắn cho người đưa thư mời gặp mặt đến cô. Nếu cô không đi, hắn gõ cho hỏng cửa thì thôi. Hoa Thiển lúc này đang thư thả tắm nắng, cô nghe được tin Hoa Mạn và tỷ nữ của cô ta được gia chủ tặng cho một du mục đã rời đi sáng nay. Nghe xong, Hoa Thiển không kìm nổi cảm xúc mà đánh rơi đầu. Thấy chủ nhân ở trong phòng quá nhiều, Hội Thiên chỉ rủ Hoa Thiển chơi đá cầu. Mới đầu còn từ chối, nhưng chơi một hồi, Hoa Thiển cũng nghiện luôn, còn đá rất hàng nữa. Đúng lúc Nhũ Mẫu về, may có Hoa Nhung Châu giả bộ ho để ra hiệu. Ai về việc nấy, Hoa Thiển cũng giả bộ đang nằm tắm nắng. Chút nữa thì bị Nhũ Mẫu phát hiện vì cô ra nhiều mồ hôi, may là bà ấy nghĩ do trời nắng quá. Thấy Hoa Nhung Châu suốt ngày canh gác ngoài cửa, Hoa Thiển phải cho gọi người vào, nói hắn tương lai còn dài, đừng cả ngày chôn chân ở đây. Nghe lời Hoa Thiển, Hoa Nhung Châu đến nơi luyện võ để luyện tập. Định không động thủ, nhưng mấy huynh đệ này không hiểu tình thế, vậy thì Hoa Nhung Châu không ngại đem bọn họ ra làm bao cát. Võ nghệ của Hoa Nhung Châu rất cao cường, ai đến cũng chỉ có một kết cục là nằm đo đất. Đánh bại hai người mà cơ thể không một vết xước, những người còn lại không dám tỉ thí với Hoa Nhung Châu nữa. Nam Phong từ lâu đã muốn một cuộc so tài, nhân cơ hội này đấu với Hoa Nhung Châu một ván. Kết quả không rõ thế nào, nhưng thiên hạ đồn Hoa Nhung Châu đánh ngang cơ Nam Phong. Chuyện đến tai Hoa Thiển, cô còn gọi Hoa Nhung Châu vào khen hắn rất giỏi. Hoa Nhung Châu khiêm tốn tự nhận Nam Phong đã nhường mình, nhưng khi nghe Hoa Thiển gắn ghép mình cho tỷ nữ bên cạnh, Hoa Nhung Châu không vui nổi nữa. Ngũ Sóc Mạc vẫn nghĩ cách để gặp được Hoa Thiển, dù thuộc hạ của hắn đã thất bại cả nghìn lần. Vừa hay, hắn gặp Hoa Thâm cũng đến khách điếm này uống rượu. Ngũ Sóc Mạc giả bộ tình cờ đến đây, tranh thủ đến bắt chuyện làm quen với Hoa Thâm. Nói qua nói lại một hồi, hắn muốn Hoa Thâm giúp mình hẹn gặp Hoa Thiển. Để Ngũ Sóc Mạc thất vọng rồi, Hoa Thâm tuy trông ngốc nghếch nhưng cũng rất có chính kiến. Còn nói mình không thể thay Hoa Thiển quyết định chuyện này được. Chắc thật ra Hoa Thâm sợ giúp rồi, Hoa Thiển sẽ giận và mắng người làm đại ca này. Hôm sau, Nam Phong lại tìm đến để tỉ thí võ nghệ với Hoa Nhung Châu, hai người dùng kiếm thật để đấu. Nam Phong cũng rất nghiêm túc ra đòn, làm Hoa Nhung Châu muốn giấu nghề cũng không được. Vì Nam Phong làm hỏng kiếm của Hoa Nhung Châu mà hắn không giữ được bình tĩnh nên lỡ thể hiện năng lực thật, đánh Nam Phong chút nữa thì bay khỏi võ đài. Qua đấy thì ai cũng biết lúc trước đều là Hoa Nhung Châu đã nhường Nam Phong. Nam Phong không để ý mình đã thua, còn vui vẻ muốn nhanh chóng đi báo cho đại gia rằng người đã tuyển được một nhân tài vào phủ. Lúc Hoa Nhung Châu về viện, rất nhiều cánh hoa được tung ra, hóa ra là trò của Hoa Thiển. Cô biết tin Hoa Nhung Châu đánh thắng Nam Phong nên làm màn chúc mừng này cho hắn. Lần trước để ý thấy kiếm của Hoa Nhung Châu đã cũ, lần này lại hỏng nữa, Hoa Thiển đã đặt làm riêng cho hắn một cây kiếm tốt mới. Nhưng người đi theo Hoa Thiển, cô nhất định không ngược đãi họ. Bên này, trưởng công chúa vẫn suy nghĩ đến chuyện của Hoa Thiển, thấy mình không thể đứng ngoài mãi, bà quyết định đứng lên. Dù trước đó, trưởng công chúa không có mấy thiện cảm với Hoa Thiển, bà ấy biết thừa chuyện Hoa Thiển lừa cưới Trọng Dạ Lan chỉ là luôn làm ngơ. Nhưng giờ khác rồi, trưởng công chúa đã thật sự yêu thương Hoa Thiển.
thầy cô cứ một mực bênh trọng Dạ Lan, còn giúp Mục Giao nói đỡ vài lời, người cảm thấy Hoa Thiển lại trở nên mềm mỏng như vậy, còn tình nguyện chia sẻ phu quân của mình cho nữ nhân khác. Trưởng công chúa không ngờ, Hoa Thiển còn đích thân xin người ban khẩu dụ, nạp Mục Giao làm thiếp cho trọng Dạ Lan. Thật sự trưởng công chúa cũng cạn lời mà, nhưng người vẫn chiều theo ý Hoa Thiển. Hoa Thiển làm vậy cũng là có mục đích, chỉ cần trọng Dạ Lan nhận ra Hoa Thiển và Mục Giao không thể chung sống hòa thuận, hắn sẽ đồng ý hòa ly với cô. Đúng lúc này, Ngũ Sóc Mạc đã chờ sẵn để chặn đường Hoa Thiển. Hoa Thiển lần này đã chịu nói chuyện với Ngũ Sóc Mạc. Cô cũng cho hắn biết việc tháng sau Mục Giao sẽ trở thành thiếp của trọng Dạ Lan. Hắn chậm một bước thì bỏ lỡ người thương, cô sẽ không hợp tác với hắn. Hoa Thiển khuyên Ngũ Sóc Mạc nên buông bỏ Mục Giao đi, dù gì hai người cũng mới gặp nhau có vài lần, lấy lý do gì để Mục Giao chịu yêu hắn được chứ. Tháng tới trong hôn lễ của Mục Giao, mong là Ngũ Sóc Mạc có thể vui vẻ đến dự. Rất nhanh, Cao Nội Thị đã mang theo khẩu dụ cùng quà tặng của trưởng công chúa đã đến phủ. Hoa Thiển rất hài lòng, giờ hai người đó đến được với nhau, cô cũng sẽ sớm được tự do. Không như Hoa Thiển nghĩ, trọng Dạ Lan rất tức giận, còn cho rằng Hoa Thiển có mưu đồ riêng, đừng tỏ ra hiểu và quan tâm đến hắn. Thế thì chỉ cần hòa ly với Hoa Thiển rồi cưới Mục Giao về làm chính thất là được. Nhưng trọng Dạ Lan không đồng ý, hắn đùng đùng tức giận bỏ đi. Mục Giao thì ánh mắt sắc hơn Giao, cô ta thấy Hoa Thiển thật thâm hiểm. Cô ta nghĩ Hoa Thiển muốn biến mình thành một người vợ lẽ để làm nhục. Hoa Thiển không quan tâm, cô không muốn so đo với Mục Giao, cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hoa Thiển rất để ý đến hôn lễ lần này của Mục Giao. Cô còn nghiên cứu xem làm sao cho hôn lễ thật lớn, còn muốn kế quản gia chuẩn bị y như hồi cưới mình vào phủ. Hôn yến như vậy, khách mời cũng mời y chang, còn phải bỏ thủ tục dâng trà đi. Hoa Thâm đến tìm Hoa Thiển, tình cờ đụng trúng Mục Giao. Cô ta lần này giả bộ thân quen, còn muốn dẫn Hoa Thâm đến chỗ Hoa Thiển, nhưng đại hoàng ngăn lại, hắn có thể dẫn công tử đi được. Hoa Thâm đến là muốn nhờ Hoa Thiển nói vài lời với phụ thân. Trước đó, Hoa Thâm muốn tặng một tình nhân của mình cho một huynh đệ, nhưng cô ấy kịch liệt phản đối, còn quyên sinh bằng cách đập đầu vào cột. Hoa Thâm nghĩ rằng mình không sai, còn cho rằng người kia chỉ là tù nữ, là tội phạm bị lưu đày, mồ côi không cha không mẹ thì phải nghe lời ân nhân là mình. Thấy đại ca không có tình người như vậy, Hoa Thiển thật sự không thể chịu nổi. Cô nhớ đến chuyện ở kiếp trước nếu mình cũng như vậy, thì Hoa Thâm cũng nghĩ cô đáng bị như thế sao? Hoa Thiển đuổi Hoa Thâm về, còn gọi Nam Phong đến, nhờ hắn đến Hoa Phủ, hỏi xem những nữ nhân của Hoa Thâm, ai muốn rời đi thì mang họ đến đây, cô sẽ cho họ một số tiền đủ để sống đến già. Lần này Hoa Thâm gây chuyện, Hoa Tổng Quản không chịu để yên nữa, còn dùng roi đánh cho Hoa Thâm kêu trời gọi đất. Vài người trong viện của Hoa Thâm cũng được đưa đi. Hoa Thiển để thiên chỉ cho họ tiền, rồi xem họ muốn đi đâu thì sắp xếp cho. Mục Giao đã chính miệng nói ra, mình đồng ý làm tiểu thiếp của trọng Dạ Lan. Hắn đương nhiên rất vui, vì Mục Giao đã hiểu cho mình. Hoa Thiển từ xa thấy hai người họ tình cảm, cũng yên tâm phần nào rồi, như vậy, rất nhanh cô sẽ được giải thoát. Trần đời chưa có nữ nhân nào lại làm hôn lễ cho phu quân mình lớn như vậy. Hoa Thiển còn mở cả hôn yến, khiến người đến dự không khỏi trầm trồ. Trọng Khê Ngọ rất tò mò, tại sao Hoa Thiển trông có vẻ rất vui như vậy. Cô phải giả bộ là mình cũng buồn, nhưng trong ngày vui không thể xị cái mặt ra được. Trọng Khê Ngọ chỉ thắc mắc, có phải Hoa Thiển thật sự đã không còn quan tâm đến trọng Dạ Lan nữa rồi hay không? Lúc trước Hoa Thiển từng nói bỏ thủ tục dâng trà đi, cô không cần Mục Giao dâng trà cho mình. Nhưng trọng Dạ Lan không đồng ý, hắn muốn mọi thứ đều phải như truyền thống ngàn đời này. Hắn muốn làm gì thì làm đi, nếu thấy cô ngứa mắt thì Hoa Thiển chỉ mong hắn mau hòa ly đi. Dâng trà xong, Hoa Thiển tặng quà cho Mục Giao. Cô ta từ đầu đến cuối đều im lặng không nói lời nào. Nhận quà của Hoa Thiển xong, trọng Dạ Lan lập tức dẫn Mục Giao rời đi. Mẫu thân đến bất lực với Hoa Thiển, nhìn cô chẳng có chút buồn bã nào, ngược lại còn vui vẻ ăn uống, nâng ly với mọi người, đúng là không ra thể thống gì mà. Một hồi Hoa Thiển phát hiện Hoa Thâm không ở đây, hóa ra Hoa Thâm trốn ra ngoài viện vì ăn uống no say rồi nên ra đó nghỉ ngơi. Nô tỳ của Hoa Thiển cũng gửi lời cô nhắc, Hoa Thâm đừng gây chuyện nữa. Hoa Thâm cam đoan mình chỉ ngoan ngoãn ở đây, đại hoàng đang đi lấy nước, đợi tiệc tàn sẽ cùng mẫu thân về. Hoa Thâm nằm lăn lóc ở đó, không biết rằng có một người cũng vừa hay đến đây. Chỉ mất một lúc, nô tỳ đã đến báo Hoa Thâm gây chuyện rồi, nói rằng Hoa Thâm xông vào viện của Mục Giao. Lúc Hoa Thiển đến nơi, Hoa Thâm bị đánh ngất nằm trên đất. Mục Giao thì sợ hãi nép một góc, Hoa Thiển gọi mãi Hoa Thâm cũng tỉnh lại. Còn chưa kịp hỏi lời nào, trọng Dạ Lan đã xông vào. Nghe người tình bé nhỏ của mình sợ hãi kể nể, không nói lý lẽ, trọng Dạ Lan rút kiếm muốn khử Hoa Thâm. Hắn muốn phế hai tay Hoa Thâm, Hoa Thiển cũng bị đẩy sang một bên, đè tay vào mảnh cốc vỡ đến chảy máu, nhưng cô vẫn đứng ra bảo vệ đại ca. Hoa Nhung Châu muốn ngăn cản, nhưng chỉ một trưởng của trọng Dạ Lan đã không thể cử động được, đành trơ mắt nhìn Hoa Thiển bị chĩa kiếm vào cổ. Trọng Khê Ngọ đến giải vây, nhưng cánh tay cầm kiếm của trọng Dạ Lan vẫn không chịu buông xuống. Không khí căng thẳng, không ai để ý đến ánh mắt gian xảo, còn sắc hơn lưỡi dao của Mục Giao. Vì trọng Dạ Lan can thiệp, nên Trọng Khê Ngọ mới đồng ý nhốt Hoa Thâm vào nhà lao trước, đợi Uông huyện lệnh điều tra rồi xử lý. Lúc Trọng Khê Ngọ bế Mục Giao rời đi, Hoa Thiển nhìn thấy ánh mắt căm ghét của Mục Giao, cô cũng có chút suy nghĩ. Trọng Khê Ngọ muốn xem vết thương của Hoa Thiển, nhưng cô lại gạt tay hắn ra. Trọng Khê Ngọ để Hoa Thiển về viện chữa thương trước, việc ngoài sảnh để mình lo cho. Hoa Thiển thì để ý đến vết thương của Hoa Nhung Châu. Hoa Nhung Châu đã làm rất tốt, đã cứu cô một mạng rồi nên không cần tự trách.
Hoa Thiền bị thương ở tay khá nặng, vẫn còn mảnh sành trong tay. Trọng Khê Ngọ muốn đích thân giúp cô xử lý. Hoa Thiền mới đầu còn từ chối, nhưng Trọng Khê Ngọ nhất định muốn giúp, cô cũng không ngăn được. Trọng Khê Ngọ thấy Hoa Thiền thật lạ, rõ ràng sợ đau đến thế, sao còn đứng ra bảo vệ Hoa Thầm. Dù sao đó cũng là ca ca của cô không thể đứng nhìn. Hoa Nhung Châu đang vui vẻ mang thuốc đến cho Hoa Thiền, từ ngoài cửa thấy cảnh gia chủ đang ân cần chăm sóc vết thương cho cô. Hoa Nhung Châu chỉ có thể lặng lẽ rời đi, đến Thiên Chỉ hỏi han cũng không trả lời. Trọng Khê Ngọ đi rồi, Thiên Chỉ mới dám nói nhỏ với Hoa Thiền có thấy gia chủ đối xử khác với mình không. Hoa Thiền cho rằng vì mình biết được bí mật của Trọng Khê Ngọ nên hắn mới cư xử tốt với mình. Hôm sau, Hoa Thiền đến tìm Mục Giao, cô bị thị vệ ngăn lại, là lệnh của Trọng Dạ Lan sai họ ở đây bảo vệ Mục Giao không để Hoa Thiền đến gần. Hoa Thiền bảo họ vào bẩm báo Mục Giao, cô ta sẽ cho cô vào. Đúng như Hoa Thiền dự đoán, vụ việc hôm qua chính là do Mục Giao gài bẫy Hoa Thầm. Lúc trước cô nhường nhịn cô ta, nhưng hiện giờ Mục Giao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi ấy để làm hại người bên cạnh. Oan có đầu, nợ có chủ, lần này Hoa Thiền sẽ không bỏ qua. Sở dĩ Mục Giao hãm hại Hoa Thầm là vì nô tỳ bỏ mạng hôm trước ở Hoa phủ, chính là Linh Lung, cũng là tỳ nữ thân cận của Mục Giao. Mục Giao chính miệng thừa nhận cô ta có thể dùng mọi thủ đoạn để lột một lớp da mặt của Hoa Thiền. Cô ta không tin Hoa Thiền, cũng không tha cho Hoa gia. Mục Giao sẽ lợi dụng kể cả là người yêu cô ta, Trọng Dạ Lan, để trả thù. Hoa Thiền thật sự thất vọng, cô cũng hỏi chẳng lẽ người Trọng Dạ Lan gặp ở chùa ngày đó quan trọng thế sao? Người đã từng lừa gạt nói dối thì dù sau này có sửa sai thế nào cũng không được tha thứ, dù là xuống âm phủ sao? Lần đầu tiên từ khi sống lại, Hoa Thiền khóc trước mặt Trọng Dạ Lan, nhưng hắn lại cho rằng cô chỉ đang giả vờ yếu đuối để cầu xin cho Hoa Thầm. Hoa Thiền chết tâm thật rồi, muốn nghĩ sao thì là như vậy đi. Thiên Chỉ dìu Hoa Thiền về lại viện, lúc đi ngang qua, Hoa Nhung Châu phát hiện người Nam Phong để ý chính là Thiên Chỉ. Trở về viện, Hoa Thiền chán nản ra mặt. Cô chẳng có hứng thú nghe ai nói hay làm gì cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ. Đã nửa tháng trôi qua, vụ của Hoa Thâm vẫn chưa được xử lý. Đến trưởng công chúa cũng tò mò sự việc là như nào. Người cũng muốn mời Hoa Thiền đến tâm sự một chút, nhưng Hoa Thiền có vẻ cũng không muốn ra mặt. Nửa tháng này, Hoa Thiền chỉ ở trong viện, lúc nào cũng lười biếng nằm một chỗ. Chẳng biết Hoa Thiền nghĩ gì mà ngủ gật luôn, cũng may Hoa Nhung Châu đỡ kịp để cô khỏi bị ngã. Hoa Thiền bỗng tò mò quá khứ của Hoa Nhung Châu. Được biết hắn sống ở vùng quê nghèo, rồi bị đem bán cho nhà giàu, sau đó trốn được. Một năm trước đến Trọng Phủ ghi danh làm thị vệ, rồi làm cận vệ cho Hoa Thiền. Hoa Thiền hỏi hắn còn hận nhà giàu trước kia đối xử tệ không? Hoa Nhung Châu không hận, bởi vì bây giờ... Lời chưa nói hết, Trọng Dạ Lan đã đến chen vào. Hoa Nhung Châu lập tức cảnh giác, đứng chặn trước mặt Hoa Thiền. Phải để cô kéo lại, hắn mới chịu lùi về sau. Trọng Dạ Lan cảm thán, Hoa Thiền thế mà nuôi ra một hộ vệ trung thành đấy, rất giỏi lấy lòng mọi người. Là tỳ nữ cố tình đến tìm Trọng Dạ Lan, mời hắn qua đây. Hoa Thiền biết chuyện, chỉ mời hắn về đi, cô không có gì để nói cả. Lúc trước Trọng Dạ Lan không nghe cô nói, hiện giờ cũng không cần đến đây làm khó dễ. Hoa Thiền cũng không cần hắn tha cho Hoa Thâm, cứ làm những gì hắn muốn đi. Thấy Hoa Thiền bất cần như vậy, còn chẳng thèm quan tâm đến hắn. Trọng Dạ Lan rất khó chịu trong người, vừa gọi Hoa Thiền một tiếng, cô quay lại với vẻ mặt lạnh tanh. Hoa Thiền chỉ cười nhếch mép một cái, rồi bỏ vào trong. Buổi tối, nhìn những trang sức Hoa Thâm tặng, cô lại nghĩ về đại ca ngây ngô nhưng rất yêu chiều mình. Hoa Thiền nghĩ kỹ rồi, ngày mai cô sẽ đến mấy cửa hàng, kiểm tra xem họ làm ăn lỗ lãi ra sao, rồi xem rút được bao nhiêu tiền thì rút. Hoa Thiền nhận ra, tiền rất quan trọng, thời nào cũng thế. Đi một vòng những cửa hàng xong, Hoa Thiền tranh thủ ghé khách điếm ăn một bữa thật no nê, còn cho Thiên Chỉ và Hoa Nhung Châu ngồi ăn cùng. Hai người họ mới đầu còn ngại, nhưng Hoa Thiền còn đích thân gắp đồ ăn cho họ nữa. Ăn xong thì trời cũng tối, Hoa Thiền quyết định đi dạo một lúc. Lâu rồi cô không ra ngoài phố chơi, không ngờ nơi này lại nhộn nhịp đến vậy. Mãi nói chuyện và vì đi giật lùi, chút nữa Hoa Thiền bị đụng xe. Vẫn là Hoa Nhung Châu nhanh tay kéo giữ cô lại. Hoa Nhung Châu có một thứ tình cảm không thể tả với Hoa Thiền, nhưng cô lại chỉ xem hắn là đệ đệ, còn thoải mái tiếp xúc gần mà khen hắn đã cao lên rồi. Đúng lúc Hoa Thiền thấy Trọng Khê Ngọ ở bên đường, rõ ràng là hắn theo cô đến đây. Nửa tháng này thấy Hoa Thiền không ra ngoài, tại sao giờ lại ngẫu hứng đi dạo? Mà chẳng cần biết lý do, nếu đã ra ngoài, Trọng Khê Ngọ đưa Hoa Thiền đến một nơi. Tưởng là đi đâu, thế mà lại đến trước một tòa tháp 11 tầng. Trọng Khê Ngọ muốn cùng Hoa Thiền leo lên đỉnh tháp. Nghe đến thế, Hoa Thiền vội từ chối, nếu cô mệt thì có thể vừa đi vừa nghỉ. Hoa Thiền muốn lôi lý do mình còn yếu, lại giả bộ hoa khan, đau ngực. Nhưng Trọng Khê Ngọ vẫn không tha, hắn định bế cô lên, thì Hoa Thiền thấy mình hết đau rồi. Hoa Thiền leo được lên đến tầng 11 mà muốn tụt huyết áp. Thế mà chưa kịp ngồi nghỉ, Trọng Khê Ngọ đã bắt cô mau ra ngoài đây. Hoa Thiền đành lết tấm thân mệt mỏi này ra. Ở trên đỉnh tháp, có thể nhìn thấy bao quát cả thành, Hoa Thiền rất thích thú. Trọng Khê Ngọ hỏi cô có phải thấy vui hơn rồi không, ở đây nhìn xuống như đứng trên đầu mọi thứ, phiền muộn cũng tan biến. Hoa Thiền thấy Trọng Khê Ngọ đối tốt với mình thế, hắn lấy lý do đồng minh phải giúp nhau, làm Hoa Thiền cứ nghĩ Trọng Khê Ngọ vẫn muốn tranh giành tình cảm của Mục Giao. Thấy Hoa Thiền đứng sát lan can, Trọng Khê Ngọ vội giữ cô lại. Hắn dắt cô đến đây, không phải để cô tự vẫn, tư thế này có vẻ không phù hợp. Trọng Khê Ngọ còn thản nhiên nói rằng không ai nhìn thấy, là đang khuyến khích cô phản bội phu quân à. Trọng Khê Ngọ không muốn Hoa Thiền nói ra những lời đó.
Cả hai yên lặng một hồi rất lâu, rồi cùng nhau quay sang nhìn đối phương. Hoa Thiền hỏi có phải Trọng Khê Ngọ vẫn thích nàng ta không, dù nàng ta đã có phu quân. Trọng Khê Ngọ thẳng thắn đáp đúng vậy, chẳng biết hai người này có phải ông nói gà bà nói vịt không. Nhưng Hoa Thiền rất ngưỡng mộ Mục Giao, vì cô ta lúc nào cũng được người khác quan tâm như vậy, còn mình thì... Được Trọng Khê Ngọ đưa cho bình rượu, Hoa Thiền chưa hỏi gì đã nốc luôn hai ngụm, chẳng đợi Trọng Khê Ngọ lấy ly, còn chê sao kỳ bo thế, có một bình này hai người sao đủ uống. Lúc biết đó là rượu mạnh, Hoa Thiền vội vàng chạy một mạch. Còn chưa đi được mấy bước, cô thấy đầu choáng váng. Hoa Thiền leo luôn lên lưng Hoa Nhung Châu để hắn cõng mình xuống dưới. Vừa ra ngoài, Hoa Thiền say không biết trời chăng gì, thấy cô cứ bám dính lấy Hoa Nhung Châu, Thiên Chỉ đành đi lấy xe đến. Hoa Thiền làm loạn, đu bám trên người Hoa Nhung Châu, chọc ngoáy khuôn mặt non tơ của hắn, còn há miệng cắn luôn cái má Hoa Nhung Châu, in cả vết răng, rồi lăn ra bất tỉnh. Thấy Trọng Khê Ngọ sắp ra, Hoa Nhung Châu đành bế Hoa Thiền chạy trước. Thiên Chỉ đã chuẩn bị xe xong rồi, cả ba mau chóng tẩu thoát. Hôm sau tỉnh lại, đầu Hoa Thiền vẫn còn đau. Thế mà cô vẫn nhớ được, hôm qua trong lúc say, mình đã làm loạn đến mức nào. Hoa Thiền đã nói hết ra ấm ức bấy lâu nay trong lòng mình. Cô chỉ muốn sống tốt thôi mà sao khó khăn vậy? Sao ai cũng ghét bỏ, rồi làm khó cô đủ thứ? Hoa Thiền phát hiện ra Hoa Nhung Châu bị thương, muốn xem có phải mình ra tay không. Thế mà hắn to tiếng, làm cô giật hết cả mình. Nhưng thôi dẹp chuyện đó qua đi, Hoa Thiền muốn về Hoa Phủ. Hoa Thiền đến để thông báo cho phụ thân, mình sẽ nghĩ cách cứu ca ca ra. Đợi cô xong việc thì người hãy suy nghĩ những lời cô đã nói. Vinh hoa phú quý có thật sự quan trọng hay không? Lần này Hoa Thiền không hề nhu nhược nữa, cô cũng không sợ bị phụ thân đánh, người cứ đợi tin tốt của cô đi. Mẫu thân cũng đến gọi Hoa Thiền dùng điểm tâm. Cô vừa ăn được một miếng, mẫu thân đã lại nhắc đến đại ca. Hoa Thiền nói người không cần nhắc khéo cô sẽ không bỏ rơi ca ca. Mẫu thân biết trước nay Hoa Thiền đều nghĩ người thiên vị ca ca, nhưng cũng là có lý do. Ngoại tổ mẫu của Hoa Thiền là đích nữ được cưới gả đàng hoàng, nhưng vì chỉ sinh được một nữ nhi là mẫu thân, bà ấy đã chịu không ít ấm ức, bị tiểu thiếp bắt nạt. Chính mẫu thân cũng bị ngoại tổ phụ đối xử bất công. Rõ ràng là đệ đệ làm sai, nhưng bà ấy lại là người xin lỗi. Mẫu thân không muốn Hoa Thiền chịu cảnh như vậy. Nếu mất Hoa Thâm, có thể phụ thân sẽ cưới thêm thê tử, lúc đó Hoa Thiền cũng bị chèn ép mỗi khi về nhà mình. Lại nói đến trọng phủ cô không được tôn trọng thì cũng khó sống. Hoa Thiền đã biết nỗi khổ tâm của mẫu thân, cô cũng quyết cứu đại ca ra, khuyên mẫu thân không cần quá lo lắng nữa. Trở về phủ, Hoa Thiền đã lấy về một số tiền lớn. Tên những người mà lúc trước Hoa Thiền nói, Hoa tổng quản cũng gửi đến rồi. Hoa Thiền gọi Hoa Nhung Châu đến, muốn nhờ hắn mang số tiền này tìm để mua văn tự bán thân của những người ghi trên giấy. Chưa đến một ngày, Hoa Nhung Châu đã mang thành quả về cho Hoa Thiền, làm cô phải trầm trồ, hắn được việc quá đi thôi. Hoa Thiền lập tức soạn giấy tờ, xong xuôi, cô đưa thư hòa ly cho Thiên Chỉ, bảo cô ấy mang đến cho Trọng Dạ Lan. Bản thân cùng Hoa Nhung Châu đến gặp Mục Giao. Vì không vào được bằng cửa chính, Hoa Thiền nhờ Hoa Nhung Châu dùng khinh công bay qua tường để vào. Không nhiều lời, Hoa Thiền xông thẳng vào phòng Mục Giao, Hoa Nhung Châu chặn bên ngoài. Hoa Thiền mang đến cho Mục Giao văn tự bán thân của những gia nô cũ ở Mục gia. Cô muốn ả ta buông tha cho Hoa Thâm, đây không phải giao dịch mà là uy hiếp. Hoa Thiền có thể dễ dàng lấy được những văn tự bán thân này, cô sẽ còn làm được nhiều việc hơn nữa. Hoa Thiền không ngăn cản Mục Giao lật lại vụ án, nhưng cô nhất định không để Mục Giao hãm hại Hoa Thâm, để ca ca chịu tội danh không do mình gây ra. Hoa Thiền cũng nói luôn, cái manh khóe rẻ tiền của Mục Giao, đừng tưởng Trọng Dạ Lan không biết. Cô đã thấy hắn có biểu cảm áy náy khi đứng trước cô, Hoa Thiền đã cảnh cáo Mục Giao rồi, mong cô ta đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi để làm mất thiện ý của mình nữa. Một việc nữa là Hoa Thiền đã trả lại Trọng Dạ Lan cho Mục Giao rồi, thư hòa ly chắc cũng đã đến tay hắn, từ giờ tình cảm của hai người đừng có lôi Hoa Thiền vào nữa. Hoa Thiền vừa về đến viện, Trọng Dạ Lan đã đợi sẵn, nhìn bức thư hòa ly bị hắn vò nát là hiểu hắn tức giận đến mức nào. Trọng Dạ Lan không muốn hòa ly, dù Hoa Thiền cảm thấy cô rời đi là tốt nhất. Trọng Dạ Lan cho rằng Hoa Thiền làm tất cả là vì bản thân cô. Hắn muốn bảo vệ cô một thời gian, bởi Trọng Dạ Lan sắp lật đổ nhà họ Hoa, khôi phục Mục gia, lúc đó Hoa Thiền ở đây sẽ được an toàn. Hoa Thiền không cần điều đó, cô tự có cách của mình. Trọng Dạ Lan cho rằng cách của Hoa Thiền chính là thao túng những người xung quanh. Cô có thể giải thích, cũng thế thể mắng chửi hắn, nhưng chuyện hòa ly sẽ không xảy ra. Vẫn là Hoa Thiền hấp tấp rồi, cô đã chạm vào lòng đối nghịch của Trọng Dạ Lan. Chuyện này tính sau tiếp vậy, ngày mai Hoa Thiền sẽ đến Trọng Chi Viên một chuyến. Mục Giao phải nhân nhượng với lời đe dọa của Hoa Thiền. Cô ta đã đến tìm Trọng Dạ Lan, xin tha cho Hoa Thâm, bởi vụ việc hôm đó không có liên quan đến Hoa Thâm. Tỷ nữ bên cạnh tỏ ra rất bức xúc vì Mục Giao không mượn dao trừng phạt được Hoa Thâm. Chính cô ta là người theo lệnh Mục Giao, thuê một kẻ khác dụ Hoa Thâm đến phòng Mục Giao, giờ lại nói như chủ tử nhà mình là người bị hại. Hoa Thiền chợt nhớ ra, sắp đến là một manh mối nữa liên quan đến sự sụp đổ của Hoa gia. Kiếp trước, Mục Giao tìm đến người đã tiếp tay cho Hoa tổng quản để ám hại Mục gia. Vì giữ mạng cho những đứa con của mình, bà ta đã thừa nhận tội ác của Hoa gia và báo quan. Kiếp này, để ngăn chặn chuyện đó xảy ra, Hoa Thiền đưa Hoa Nhung Châu một số tiền, bảo hắn đi tìm người kia. Tìm được rồi thì không cần mang về, chỉ cần đưa bà ta đến nơi an toàn. Đe dọa con gái nuôi bà ta bằng đứa con, nhưng cũng đừng làm gì quá đáng, có thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.
Hôm sau, Hoa Thiển đến xin trưởng công chúa giúp mình hòa ly với Trọng Dạ Lan. Trưởng công chúa muốn khuyên nhủ, nhưng Hoa Thiển đã quyết, nếu người không giúp, cô sẽ nhờ gia chủ. Thấy cô kiên định như vậy, trưởng công chúa chỉ có thể đồng ý. Sau một tháng, Hoa Thiển suy nghĩ, nếu cô không đổi ý, người sẽ cho người làm chứng hòa ly cho cô. Trọng Khê Ngọ mời Hoa Thiển đến chỗ mình một chuyến, còn tưởng là việc gì, thế mà hắn lại cho người lấy số đo để may y phục mới cho cô. Hoa Thiển thấy Trọng Khê Ngọ không cần tốn công tốn sức đối tốt với mình như vậy, cô không thể giúp hắn đến với mục giao được. Nhưng rõ ràng, ý tốt này là Trọng Khê Ngọ dành riêng cho Hoa Thiển, không liên quan đến người ngoài. Nghe Hoa Thiển phân tích, phu nhân của gia chủ không thể là người tầm thường, trên hết, người đã từng thành thân sẽ không thể trở thành chủ mẫu. Trọng Khê Ngọ muốn nghe ý kiến của cô, Hoa Thiển lại hiểu nhầm, bảo hắn tự đi hỏi mục giao để xem ý cô ta có đúng là vậy không. Người trong lòng không hiểu được ý mình, Trọng Khê Ngọ thật sự rất khó chịu, nhưng cũng phải giữ bình tĩnh mà thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, cho Hoa Thiển trở về trước. Hoa Thiển được tin Hoa Thâm được thả, cô lập tức về nhà. Hoa Thâm đang giận dỗi vì bị nhốt lâu thế, vừa nghe Hoa Thiển về, đã vội gọi hai tiếng muội muội. Với vị đại ca này, không ai bằng muội muội cả. Hoa Thiển đã làm được lời như đã hứa, đã đến lúc phụ thân nghe cô nói. Hoa Thiển muốn người từ chức bởi Trọng Dạ Lan đang liên thủ với Mục Giao nhằm lật đổ Hoa gia. Trước khi chuyện đó xảy ra, gia đình cô nên chuyển đi nơi khác, tránh xa trốn tranh giành quyền lực này. Hoa tổng quản cảm thấy Hoa Thiển như biến thành người khác vậy. Đơn giản vì đã trải qua sinh tử, cô thấu đáo được nhiều chuyện. Hoa Thiển là con gái nhà họ Hoa, cô đương nhiên muốn bảo vệ gia đình. Một tháng nữa, trưởng công chúa sẽ giúp Hoa Thiển hòa ly. Lúc đó nếu phụ thân đồng ý từ chức, cô sẽ trở về đối diện mọi việc cùng gia đình. Nếu không cô sẽ rời đi, mặc kệ sự hưng thịnh của Hoa gia. Mục Giao cũng điều tra đến chỗ người có liên quan kia rồi. Cô ta nhờ Trọng Dạ Lan giúp tìm kiếm, lại còn cảm ơn. Nhưng vừa nhắc đến việc Hoa Thiển đi tìm trưởng công chúa, sắc mặt Trọng Dạ Lan thay đổi hẳn. Nhưng hắn vẫn tin Hoa Thiển không thể tự mình hòa ly. Hoa Nhung Châu đi cũng đã nửa tháng rồi, Hoa Thiển không biết hắn đã thành công hay chưa. Vừa nhắc đến, Hoa Nhung Châu đã trở về, Hoa Thiển vội chạy ra đón mà không thèm để ý Thiên Chỉ. Hoa Thiển vội kéo tay Hoa Nhung Châu vào phòng. Có được đồ mình muốn rồi, Hoa Thiển cho Hoa Nhung Châu về nghỉ ngơi trước. Cô định là sẽ tiêu hủy chỗ văn kiện bán thân đó đi. Nhưng nghĩ thế nào, Hoa Thiển lại cất vào ngăn bí mật của hộp gỗ. Tất cả đến giờ đều đã êm đẹp rồi, còn lại là quyết định của phụ thân cô. Tết Trung Thu đã đến, mọi người lại tụ tập ở Trọng Chi Viên để ăn tiệc. Vừa bước chân vào sảnh, Hoa Thiển đã mặc kệ Trọng Dạ Lan, trực tiếp đến chỗ phụ thân. Nhưng phụ thân cô lại lơ luôn Hoa Thiển, cô đành ngồi luôn vào bàn tiệc bên cạnh. Vừa vào yến hội, Hoa Thâm nhanh chân chạy lên chỗ Hoa Thiển. Ca ca trách Hoa Thiển lâu rồi không đến nói chuyện với mình, lần trước cô cũng bỏ đi luôn. Hoa Thiển không có thời gian chơi đùa với Hoa Thâm, Hoa Thâm đành im lặng về chỗ. Hoa Thiển muốn hỏi phụ thân đã suy nghĩ thế nào về lời mình nói. Một tháng này, phụ thân không cho người đến báo tin nên Hoa Thiển phải đích thân đứng đây hỏi. Nhưng rõ ràng, phụ thân không có ý từ chức. Tay Hoa Thiển run run, vậy là cô vẫn không khuyên được phụ thân, nữ nhi này đã làm hết mức rồi. Thấy Hoa Thiển bỏ ra ngoài, Trọng Khê Ngọ cũng chạy theo. Hắn đã gửi thư hòa ly đi cho Hoa Thiển, trên đó còn có con dấu của gia chủ, chắc chắn sẽ có hiệu lực. Trọng Khê Ngọ định nói vài lời với Hoa Thiển, nhưng chưa kịp chạm vào người cô, Hoa Nhung Châu đã chặn phía trước. Sợ hắn bất kính với gia chủ, Hoa Thiển vội nói đỡ cho rằng hắn chỉ lo cho danh tiếng của gia chủ. Trọng Khê Ngọ biết hắn tên Hoa Nhung Châu, lại thấy hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Trọng Khê Ngọ cảm thấy Hoa Nhung Châu không tầm thường, chỉ là hộ vệ của Hoa Thiển, không thể không cho người đi điều tra. Hoa Thiển trở lại bữa tiệc, cũng chẳng thèm nhìn đến chỗ bên cạnh Trọng Dạ Lan. Đúng lúc Trọng Khê Ngọ bước vào, một vũ nữ rút dao ra định ám sát. Ngay lập tức, từ bên ngoài, rất nhiều thích khách áo đen cũng ập vào. Cả hiện trường trở lên hỗn loạn, người người la hét, ai cũng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Hoa Thiển vẫn còn đơ ra mà nhìn về phía Trọng Dạ Lan đang bảo vệ Mục Giao, dù phụ mẫu đang kéo cô trốn ra ngoài. Trọng Khê Ngọ được bảo vệ, nhưng chỉ muốn lao nhanh đến chỗ Hoa Thiển. Ra ngoài, Hoa Thiển bị tách ra khỏi phụ mẫu và đại ca. Cô bị đồn lên chỗ cao dễ dàng nhìn thấy. Đám thích khách quá nhiều, Hoa Nhung Châu cản không xuể. Vì mải chiến đấu với thích khách, Hoa Nhung Châu không thể bảo vệ được Hoa Thiển. Một vài tên mặc đồ đen thế mà lại bảo vệ Hoa Thiển trước mũi kiếm của những tên khác. Hoa Thiển cảm giác đám người này nhắm vào mình, cô định chạy thật nhanh để bỏ trốn thì một tên đã hướng mũi kiếm về phía cô. Hoa Thâm không biết từ đâu lao ra, đỡ cho Hoa Thiển một đao. Còn nói mình là đại ca, nhất định sẽ bảo vệ Hoa Thiển an toàn. Hoa Thiển không cho ca ca nói nữa, vết thương khá nặng. Cô định lấy thuốc cầm máu ra thì chính mình cũng bị đánh ngất. Hoa Thâm cố gắng giữ lại, cũng chỉ bất lực nhìn muội muội bị mang đi. Đám thích khách đã được dẹp loạn, nhưng một vài người đã bị bắt đi, trong đó có Hoa Thiển và Mục Giao. Nghe tin Mục Giao bị bắt, Trọng Khê Ngọ lo lắng vô cùng, còn lôi thân tín của mình xuống chịu phạt vì không làm tròn trách nhiệm canh gác. Trọng Dạ Lan đang cho người lục soát khắp thành thì nhận được một bức thư. Hắn lập tức một mình chạy đến điểm hẹn. Hoa Nhung Châu thấy có biến nên cũng lén đi theo. Hoa Thiển vừa tỉnh lại đã thấy mình bị treo trên vách núi, bên cạnh còn có Mục Giao đang bất tỉnh. Đám người kia không nhằm vào hai người họ, họ chỉ là con tin. Mục Giao tỉnh lại nhưng biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, cô ta không hề sợ hãi chút nào. Trọng Dạ Lan cũng đã đến, Hoa Thiển vội hỏi tình hình đại ca sao rồi. Hai tên áo đen kề kiếm vào dây chói, bắt Trọng Dạ Lan chọn một trong hai người. Chúng là người của Cát gia, đến là để trả thù Trọng gia.
Nếu thế thì lấy đầu Trọng Dạ Lan được rồi, tại sao lại bắt Hoa Thiền cô cơ chứ? Đám người Cát Gia nghe tin Trọng Dạ Lan rất yêu thương thê thiếp nên muốn hắn trải qua đau khổ khi phải chọn một trong hai. Hoa Nhung Châu cũng đã đến nhưng thấy tình hình vẫn chưa dám manh động. Trọng Dạ Lan bắt buộc phải lựa chọn, hắn đưa tay về phía Hoa Thiền nhưng lại rụt về, rồi tiến một bước đến bên Mục Dao, vẫn là không đưa ra được lựa chọn. Hoa Thiền nghe được bên dưới vách núi là một con sông, cô quyết định đánh cược một phen. Nhờ con dao giấu trong vòng tay, Hoa Thiền tự cắt dây trói của mình. Mục Dao, lần này là cô nợ tôi. Hoa Thiền rơi xuống bị mắc trên cành cây gãy, cô rơi thẳng xuống sông. Cũng may kiếp trước đã học bơi, Hoa Thiền có thể tự mình bơi vào bờ, dù vậy, chân cô cũng bị thương. Rơi xuống nơi hoang vu, Hoa Thiền đi dọc con sông, muốn tìm xem có người dân nào ở thượng nguồn không. Mới đi một lúc, trời đã tối, Hoa Thiền một mình trong rừng hoang vu, lại nghe âm thanh đáng sợ, cô muốn tụt huyết áp luôn. Cảm nhận có người ở gần, Hoa Thiền định liều mình với hắn, hóa ra là Hoa Nhung Châu. Hắn rất giận vì mình tặng vòng cho Hoa Thiền là để cô tự bảo vệ mình. Hoa Nhung Châu có vẻ cũng bị thương nhưng vẫn cõng Hoa Thiền trở về. Cả hai tâm sự tuổi hồng, Hoa Nhung Châu nhận mình thích một người trong viện của Hoa Thiền. Cô kể tên một lượt, Hoa Nhung Châu đều chối. Đến khi cô trêu là mình thì hắn không nói gì, đến lúc hắn nói gì đó thì cô lại không nghe thấy. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau trở về, Hoa Thiền cũng ngủ lúc nào không hay, khi cô tỉnh lại đã trở về Hoa gia. Hoa Thiền lập tức muốn gặp ca ca mình, nhưng Thiên Chỉ lại khóc, dự cảm không lành, Hoa Thiền xông ra ngoài. Cả hoa phủ tràn ngập tang sự, Hoa Thiền nhìn thấy linh đường của ca ca, cô không tin vào mắt mình, loạng choạng đi đến. Lúc tay Hoa Thiền gần chạm vào mặt ca ca, mẫu thân cô lại nói cô mau bỏ tay ra. Mẫu thân đau buồn đến nỗi đổ tội sát hại ca ca lên đầu Hoa Thiền. Cô cũng không phản kháng mà để mẫu thân mặc sức đánh mắng, phụ thân phải cho người đưa bà ấy ra ngoài. Phụ thân giờ đã hiểu được nỗi khổ của Hoa Thiền bấy lâu nay, đáng lẽ ông ấy nên sớm không tranh giành mà rời đi thì mọi chuyện không đến nước này. Từ giờ, Hoa Thiền là con gái duy nhất của họ, nếu cô không muốn ở Hoàng Thành, cả gia đình có thể rời đi. Lúc này, Hoa Thiền không thể kìm lòng được nữa. Cô xà vào lòng phụ thân, khóc thật lớn như một đứa trẻ. Mất đi ca ca, Hoa Thiền nhìn đâu cũng thấy Hoa Thâm. Từ trước đến giờ, Hoa Thâm luôn dành những thứ tốt nhất cho cô. Lúc nào ca ca cũng muốn Hoa Thiền ở bên cạnh, chơi cùng mình. Đến giờ Hoa Thiền nhận ra thì ca ca đã đi rồi. Hoa Thiền như người điên, chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng Hoa Thâm. Đây là lần thứ hai cô mất đi đại ca. Cứ tưởng kiếp này đã khác, hóa ra cô vẫn không thay đổi được quá khứ, Hoa Thiền đau thắt tim gan. Đại tang của Hoa Thâm không tránh khỏi, Hoa Thiền vì khóc quá nhiều mà đã ngủ rất lâu. Lúc cô tỉnh lại, Hoa Thâm đã được đưa đi, nhưng cô lại không dám đi tiễn đại ca một đoạn. Trọng Dạ Lan thế mà vào được đây, thấy Hoa Thiền tiều tụy như vậy, hắn không khỏi đau lòng. Hoa Thiền cũng chẳng có tâm trí tranh cãi với hắn, cô đuổi hắn ra ngoài, cũng không muốn cùng Trọng Dạ Lan về lại Trọng Trạch. Cô bảo Thiên Chỉ đến Trọng Chi Viên, đốc thúc gia chủ giao thư hòa ly cho mình. Từ giờ, cô và Trọng Dạ Lan không còn liên hệ gì với nhau, sau này cũng không cần gặp mặt, mời hắn chim cút về cho. Trọng Dạ Lan giữ Hoa Thiền lại, nói cô đừng làm loạn, lập tức Hoa Nhung Châu xông vào. Thấy Trọng Dạ Lan giằng co qua lại với Hoa Thiền, Hoa Nhung Châu rút kiếm ra. Giờ hắn là người của Hoa Thiền, nên Trọng Dạ Lan không thể ra lệnh. Thấy Trọng Dạ Lan đả thương Hoa Nhung Châu, Hoa Thiền trừng mắt, lớn tiếng đuổi Trọng Dạ Lan ra ngoài, đừng để cô cho người đuổi đi. Trọng Dạ Lan không thể không đi, trước khi hắn đi, cũng thành toàn tâm nguyện cho Hoa Thiền. Cô nhắn hắn chuyển lời đến Mục Dao, lần này cô ta nợ cô hai mạng. Hoa Thiền thấy Hoa Nhung Châu có lẽ bị thương rồi, nhìn sắc mặt không được tốt. Thế mà hắn vẫn nhận mình không sao, Hoa Thiền chỉ có thể nhắc hắn đến lang y khám, rồi về nghỉ ngơi trước đi. Tối đó, Hoa Thiền tự mình đến di mộ của Hoa Thâm. Cô cũng không mang theo người, bên ngoài chỉ có Thiên Chỉ và một nô tỳ nữa đi cùng. Theo như lời hứa, Hoa Thiền đến nói chuyện với Hoa Thâm rồi đây. Cô còn mang rượu mà trước đó Hoa Thâm rất thích đến. Ngồi cũng đã lâu, để Hoa Thâm nghỉ ngơi, Hoa Thiền cũng nên trở về. Vừa quay lại đã thấy Trọng Khê Ngọ ở đây từ bao giờ. Hắn hiểu Hoa Thiền rất yêu thương đại ca, cô chỉ luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt thế thôi, thật ra rất mềm yếu. Trọng Khê Ngọ đến là muốn đưa cho Hoa Thiền thư hòa ly. Hắn có thể cho người mang đến, nhưng bản thân Trọng Khê Ngọ muốn là đích thân giao cho cô. Lần này, Hoa Thiền đã không còn cái mác sư tẩu của Trọng Khê Ngọ nữa, hắn cũng muốn thổ lộ lòng mình với cô. Từ đầu đến cuối, người Trọng Khê Ngọ hướng đến luôn là Hoa Thiền. Vì chỉ khi lấy lý do Mục Dao, cô mới thoải mái trò chuyện với hắn, nên Trọng Khê Ngọ mới không thanh minh. Nhưng trước giờ, những lời nói của hắn chưa bao giờ thừa nhận Bạch Nguyệt Quang trong mắt hắn là Mục Dao. Lời nào cũng là ám chỉ Hoa Thiền, chỉ là cô không suy tính đến. Không còn là đại nương tử của Trọng Dạ Lan, bây giờ Hoa Thiền chỉ đơn giản là nữ nhi Hoa gia. Trọng Khê Ngọ mong cô có thể cho hắn cơ hội được đứng cạnh nàng một cách công khai. Ánh mắt Trọng Khê Ngọ ngập tràn chân tình, Hoa Thiền có mù cũng nhìn ra được. Cô lúc này không biết nên đối diện sao với ánh mắt ấy. Hoa Thiền lảng tránh, lùi lại một nước, nói rằng giả vờ không nhìn thấy đi. Trọng Khê Ngọ chỉ mỉm cười, đưa bàn tay về phía Hoa Thiền. Chỉ cần Hoa Thiền đồng ý, Trọng Khê Ngọ ở đây có thể làm mọi thứ vì cô. Hoa Thiền cảm thấy mình thật sự có thể nắm bàn tay này sao? Cô cũng đã do dự, đưa tay ra, Trọng Khê Ngọ cũng rất mong chờ. Đúng lúc Thúy Trúc chạy đến, cầu xin Hoa Thiền về cứu Hoa Nhung Châu, hắn đang bị thương rất nặng. Hoa Thiền vội rụt tay lại, nói rằng mình sẽ giả vờ chưa nghe thấy chuyện hôm nay, sau này đừng nhắc lại nữa.
Trọng Khê Ngọ tự trách mình đã chờ đợi lâu như vậy rồi, giờ lại hấp tấp nóng vội như một đứa trẻ vậy. Hoa Thiển trở về, phát hiện Hoa Nhung Châu bị một vết thương khá nặng ở sườn. Được biết, hắn bị thương vì đã theo cô nhảy xuống sơn cốc. Thùy Trúc trách móc Hoa Thiển không lo lắng cho thuộc hạ trung thành như Hoa Nhung Châu. Mà Hoa Thiển cũng thấy mình có lỗi nên đã ở lại chỗ Hoa Nhung Châu một lúc. Khi cô định rời đi, bất chợt bị hắn túm dây áo. Có dùng sức thế nào cũng không gỡ ra được, Hoa Thiển đành ở lại cả đêm. Hôm sau tỉnh lại, thấy Hoa Thiển, Hoa Nhung Châu định ngồi dậy, vô tình kéo dây áo Hoa Thiển, khiến cô ngã về phía hắn. Vì cái tay Hoa Nhung Châu vẫn giữ áo nên Hoa Thiển không đứng lên được. Lúc bình tĩnh lại, Hoa Nhung Châu vội quỳ xuống, xin được trách phạt. Hoa Thiển chỉ bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hôm qua không được ngủ ngon, Hoa Thiển định ngủ bù một chút, thế mà Hoa Nhung Châu lại đến trước phòng cô, tự mình phạt quỳ trước cửa. Thùy Trúc đau lòng, làm loạn đòi gặp Hoa Thiển. Hoa Thiển phải cho Hoa Nhung Châu vào, còn hỏi hắn nguyên do vết thương. Không phải lúc nhảy xuống vách đá bị thương, mà do bên dưới đó, Hoa Nhung Châu gặp một người mặc đồ đen. Trong lúc giao đấu, Hoa Nhung Châu làm hắn bị thương ở tay. Hắn cũng đã thương được Hoa Nhung Châu một nhát chém. Nhưng tên kia không muốn giao đấu, nên hắn đã lập tức bỏ chạy. Hoa Thiển nhắc nhở Hoa Nhung Châu sau này chú ý bản thân mình. Nhưng hắn nguyện bán mạng cho cô, Hoa Thiển thấy mình nuôi đúng người rồi. Nhưng đang bị thương thì cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe trước. Sau này Hoa Nhung Châu cũng đừng mặc đồ đen nữa, Hoa Thiển thị lực yếu, Hoa Nhung Châu bị thương cô cũng không nhìn thấy được. Mục Giao đang dùng bữa với Trọng Dạ Lan, cô ta vẫn nhớ đến lúc đó, Trọng Dạ Lan đã định chọn Hoa Thiển. Nếu không phải cô tự mình cắt dây, thì không khéo, người bị thả xuống vực lại là cô ta rồi. Trọng Dạ Lan có lẽ đã có cái nhìn khác, hắn biết Hoa Thiển lúc trước từng lừa dối mình, nhưng bây giờ đã khác, còn Mục Giao thì sao? Trước khi đi, Trọng Dạ Lan cũng chuyển lời, Mục Giao nợ Hoa Thiển hai mạng. Ngoài thành, quan binh đang truy lùng những thích khách, mà Ngũ Sóc mặc vẻ liên quan đến việc này, người của hắn đang tìm cách ra khỏi thành. Nhìn vết thương trên tay hắn, không khó để đoán ra, hắn chính là người giao đấu với Hoa Nhung Châu dưới vách núi. Hoa Thiển biết việc này có liên quan đến Mục Giao. Từ chỗ phụ thân, cô lấy được vài người giỏi võ công. Hoa Thiển sắp xếp họ đến Trọng phủ theo dõi Mục Giao. Bị phát hiện cũng không sao, cứ nói là do cô phái đến theo dõi Mục Giao là được. Nhất cử nhất động của Mục Giao phải báo hết cho cô. Hôm sau Hoa Thiển đến gặp trưởng công chúa, trước là để cảm ơn người. Cô còn muốn trả lại vòng tay lúc trước người tặng. Đó là quà của tiên đế, người ngoài như Hoa Thiển không đáng nhận. Nhưng trưởng công chúa đã tặng cho Hoa Thiển rồi thì là đồ của cô. Dù Hoa Thiển đã hòa ly, trưởng công chúa vẫn muốn cô đến đây trò chuyện với người, đừng tỏ ra xa lạ. Hoa Thiển kể chuyện Trọng Khê Ngọ đêm hôm kia đã đến gặp mình để đưa thư hòa ly. Một người sống vài chục năm như trưởng công chúa, đương nhiên tinh tường, cũng nhận ra tình cảm của Trọng Khê Ngọ với Hoa Thiển từ lâu rồi. Hoa Thiển cũng biết bà ấy có điều lo lắng, nhưng một thời gian nữa, cô cùng phụ mẫu sẽ về quê, cũng không bao giờ trở lại hoàng thành nữa. Nhìn Hoa Thiển rời đi, trưởng công chúa có lời không thể không nói ra. Bà ấy mong cô đừng trách mình, là mẫu thân, trưởng công chúa không thể để Trọng Dạ Lan và Trọng Khê Ngọ xích mích vì Hoa Thiển được. Lời dạy của trưởng công chúa, Hoa Thiển hiểu, cô cúi đầu dập ba lạy rồi quay lưng rời đi. Trưởng công chúa thật sự không kìm nổi nước mắt nữa, Hoa Thiển vừa ra ngoài đã gặp cái cô thích tiểu thư độc mồm độc miệng kia. Cô ta vui vẻ vì Hoa Thiển bị phu quân bỏ. Nói đến cô thì được, nhưng cô ta lại chạm đến ca ca đã khuất của cô. Hoa Thiển không ngại giúp cô ta nín họng đâu. Đúng lúc Mạnh Y Phi cũng đến, cô ta tỏ ra rất ngưỡng mộ Hoa Thiển. Giác quan thứ 6 mách bảo Hoa Thiển, người này có vấn đề. Cô liền muốn trò chuyện với cô ta thêm một chút. Hoa Thiển nghi ngờ Mạnh Y Phi biết gì đó, vì cô ta không hề bất ngờ khi nghe tin cô là mục tiêu của đám thích khách. Trọng Khê Ngọ cũng đến góp vui, Hoa Thiển chẳng buồn để tâm đến hắn, còn nói hắn về để ý vị Mạnh Y Phi sắp trở thành chủ mẫu kia đi. Trọng Khê Ngọ tưởng rằng Hoa Thiển ghen rồi, nhưng cô lần nữa vạch rõ ranh giới, mối lương duyên của hai người họ sẽ không thể thành được. Việc Hoa Thiển cho người đi điều tra đã theo dõi được một tên mặc đồ đen nhảy tường ra từ Trọng phủ, hộ vệ theo dõi hắn đến một nhà trọ, cũng hỏi dò được có hai tên khả nghi đã ở đó 4-5 ngày, chúng đang hỏi tung tích về núi Đông Hoàng. Hoa Thiển nhận ra ngay kẻ đó là ai, nhưng cô lại đa nghi, có phải do đối phương cố tình tiết lộ hành tung? Việc này là không thể nào, Hoa Thiển cho tập hợp người đến núi Đông Hoàng. Hôm sau, đội quân do Hoa Thiển chỉ đạo mai phục đã thật sự bắt được Ngũ Sóc Mạc, dù võ công không bằng hắn, nhưng người của cô đông hơn, dùng đa số áp đảo thiểu số. Hoa Thiển không cần bỏ khăn che mặt, cũng biết tên kia là Ngũ Sóc Mạc. Hoa Thiển muốn thẩm vấn, cô biết hết kế hoạch của hắn. Đây là do hắn chủ quan làm lộ hay vì Mục Giao đã phản bội hắn. Từ đầu đến cuối, Hoa Thiển chỉ nhắm vào Ngũ Sóc Mạc. Cô còn muốn gửi tặng một bộ phận cơ thể hắn cho Mục Giao làm quà. Ngũ Sóc Mạc đã thừa nhận, thích khách hôm đó là do hắn phái đến, nhưng có kẻ trà trộn, người kết liễu Hoa Thâm, không phải người của hắn. Ngũ Sóc Mạc đã đánh cược với Mục Giao, chính trò chơi của bọn họ đã cuốn Hoa Thâm vào. Chẳng lẽ vì chúng tình thâm mà Hoa Thiển phải thấy cảm động sao? Chuyện này cô sẽ không bỏ qua. Biết người của Ngũ Sóc Mạc sẽ tìm cách đến cứu, Hoa Thiển cho Hoa Nhung Châu giả làm thích khách đột nhập Hoa Phủ. Lấy lý do đó, Hoa Phủ mượn được rất nhiều quan binh của Uông huyện lệnh đến. Người của Ngũ Sóc Mạc đến tìm Mục Giao, mong cô ta cứu thiếu chủ của mình. Vì Mục Giao mà Ngũ Sóc Mạc bị bắt, cô ta cũng không thể làm ngơ. Đến cuối cùng, Mục Giao lại biến thành người cô ta ghét nhất. Người của Uông huyện lệnh đến cũng đã 5-6 ngày, bên phía Mục Giao vẫn chưa có động tĩnh gì. Hoa Thiển cũng phải cảm thán, cô ta cũng kiên nhẫn thật đấy.
Vừa hay ở trong phủ đã lâu, được Mạnh Y Phi mời, Hoa Thiển cũng ra ngoài một chút. Nhưng Mạnh Y Phi này, thế mà lại nói bóng nói gió, để cô ta và Hoa Thiển cùng nhau quản lý trọng chi viên này. Tình cảm gia chủ dành cho Ho Chín A Thiển, cô ta cũng đã biết. Ngoài mặt thì vui vẻ cười nói, thế mà Hoa Thiển vừa đi, cô ta đã cho nô tỳ vứt hết đống cốc chén Hoa Thiển vừa dùng qua. Hoa Thiển về đến phủ, Mục Giao cũng không đợi được nữa mà mò đến rồi. Thấy Hoa Thiển nhàn nhã uống trà, Mục Giao hất đổ chén trà của cô. Bản mặt vẫn kiêu căng, đòi Hoa Thiển thả người. Đến cầu xin thì cũng nên có thái độ thiện chí một chút. Hoa Thiển không ngờ Mục Giao có thể mặt dày đến nỗi nói rằng mọi việc không liên quan đến Ngũ Sắc Mạc. Hắn chính là kẻ đầu têu và thực hiện, Mục Giao thì hùa theo. Tại sao Hoa Thiển biết? Vì cô nhìn vào tình hình. Giờ thì đôi cẩu nam nữ đó, ai cũng nhận trách nhiệm về phía mình. Sao Hoa Thiển thấy mình giống phản diện quá vậy? Hoa Thiển không ngờ Mục Giao lại ngu ngốc đến vậy. Cô đã trả lại cô ta mọi thứ, cũng nhường nhịn đủ điều, vậy mà Mục Giao không dừng tay, còn dùng những thủ đoạn bỉ ổi để hại cô, liên lụy người bên cạnh cô. Thế giới quan của Mục Giao cũng quá nhỏ bé rồi đấy, cô ta làm mọi thứ là để giành lại Trọng Dạ Lan sao? Chẳng lẽ trên đời chỉ có hắn là nam nhân, sao cô ta cứ phải sống chết bám lấy như vậy? Nhưng chính Hoa Thiển kiếp trước cũng vì Trọng Dạ Lan và toan tính đủ đường. Hoa Thiển không giành đôi co với Mục Giao, vì mưu đồ của cô ta mà ca ca cô mất mạng. Mục Giao còn cho rằng mình không cố ý hại người, hơn nữa mạng của Hoa Thâm là đổi lấy mạng Linh Lung, cả hai không ai nợ ai. Đừng quên, Mục Giao nợ Hoa Thiển, hôm đó cô rơi xuống váy đá, may là mạng lớn. Mục Giao vẫn cố thanh mình rằng mình đã tìm hiểu địa hình, Hoa Thiển không bỏ mạng được, cô ta cũng không định thả Hoa Thiển xuống. Nhưng người rơi xuống là Hoa Thiển, cô muốn Mục Giao trả ân mình, khai ra tung tích thế lực đằng sau, Mục Giao vẫn không chịu nói. Hoa Thiển cho cô ta thời gian suy nghĩ, nhưng nếu không nhanh, Ngũ Sắc Mạc bị bỏ đói lâu ngày, sợ là sẽ không trụ được lâu nữa. Mục Giao trở về, cho người điều tra theo yêu cầu của Hoa Thiển. Mục Giao cũng phát hiện Trọng Dạ Lan theo dõi, hắn sẽ không ra mặt cho đến khi Mục Giao tự mình nói với hắn. Tất cả mọi chuyện Mục Giao làm, những mối quan hệ của Mục Giao, Trọng Dạ Lan đều biết. Dù Mục Giao có làm bao nhiêu chuyện xấu thì Trọng Dạ Lan vẫn tha thứ. Hắn nói rằng ai cũng từng mắc sai lầm và cần được cho cơ hội sửa chữa. Đã mấy hôm rồi, Hoa Thiển vẫn chưa đợi được tin của Mục Giao. Cô sốt ruột vì cô ta làm việc chậm trễ quá, có nên gửi một phần cơ thể của Ngũ SOC Mạc đến để đốc thúc Mục Giao nhanh nhẹn lên không? Phụ thân lại nổi hứng rủ Hoa Thiển đi câu cá. Cô buông cần chưa được 5 phút mà đã mất kiên nhẫn nhấc lên nhấc xuống. Qua việc câu cá, phụ thân muốn Hoa Thiển làm việc phải có tính kiên trì, mồi đủ ngon thì cá sẽ cắn câu. Trở về, Hoa Thiển cho Đại Hoàng quản lý việc buôn bán ở những cửa hàng. Là vì cô biết phụ thân tin tưởng cho hắn ở cạnh Hoa Thâm bởi hắn rất thông minh. Hoa Thiển biết chuyện Nam Phong thích Thiên Chỉ, cô còn cố ý mở một buổi chất vấn để xem hắn có thật lòng với Thiên Chỉ không. Thấy thành ý của Nam Phong, Hoa Thiển không ngăn cản hắn theo đuổi tình yêu. Nhân tiện ra ngoài, Hoa Thiển phải đi mua chút của hồi môn cho Thiên Chỉ, chắc sẽ tốn nhiều tiền đây. Chưa đi được mấy bước, Hoa Thiển đụng vào một thằng nhóc ăn mày. Hoa Nhung Châu ngăn cản vì nó dám cướp ngọc bội của Hoa Thiển. Nhưng thấy thằng nhóc bị thương, Hoa Thiển không kìm được lòng mà cho nó ít bạc trắng. Hoa Nhung Châu thấy Hoa Thiển quá tử tế rồi, đó chỉ là mánh khóe của đám ăn mày thôi. Nhân đây, Hoa Nhung Châu cũng kể cho Hoa Thiển nghe những lần cô hỏi tên hắn. Ban đầu hắn là người ăn mày được cô cứu, rồi đến tạp dịch trong Tửu Lầu. Lần ba là ở lễ gia tiên, sau đó hắn được cử đến canh gác ở viện của Hoa Thiển. Hoa Thiển bỗng thấy hôm nay Hoa Nhung Châu nói rất nhiều, vì trước đây cô từng bảo hắn phải nói ra lòng mình, đúng là nghe lời mà. Hoa Thiển tặng của hồi môn mình chuẩn bị cho Thiên Chỉ, cô ấy còn không muốn rời xa Hoa Thiển, muốn theo cô đến chân trời góc bể. Nhưng Hoa Thiển sao có thể làm lỡ chuyện đại sự của Thiên Chỉ được, mọi người đều nên theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Cũng đến lúc Hoa Thiển giải quyết mọi chuyện rồi, giờ cô cần đến Trọng Chi Viên. Hoa Thiển đến nói chuyện với Mạnh Y Phi, vừa nghe tin cô đến, người Trọng Khê Ngọ vui vẻ ra mặt lập tức đến tìm. Trọng Khê Ngọ còn giận dỗi vì Hoa Thiển lúc trước rất thân thiết với hộ vệ, vì Hoa Nhung Châu bị thương mà bỏ rơi mình để chạy về. Hoa Thiển phải đổi chủ đề, nói rằng mình đến hỏi thăm xem Trọng Khê Ngọ thích gì. Trọng Khê Ngọ rất vui, còn chia sẻ mình hảo ngọt, nhưng không phải loại nào cũng ăn. Trọng Khê Ngọ vẫn thường đi theo Hoa Thiển, thấy cô đi dạo phố rất vui cùng Hoa Nhung Châu. Hoa Thiển mua hạt rẻ, Hoa Nhung Châu còn bóc vỏ cho cô. Thấy Hoa Nhung Châu nắm tay Hoa Thiển mà Trọng Khê Ngọ ghen muốn lòi con mắt ra ngoài. Đúng lúc này, một đôi dân phụ chạy đến làm loạn, gọi Hoa Nhung Châu là kẻ giết người. Ngày đó thấy hắn khôi ngô nên mua về, ai ngờ lại dẫn sói vào nhà. Hoa Thiển muốn bảo vệ Hoa Nhung Châu, nói hai người kia không có bằng chứng đừng vu oan. Nhưng chính Hoa Nhung Châu cũng thừa nhận mình chính là kẻ giết người đó. Dù vậy, Hoa Thiển vẫn bảo vệ Hoa Nhung Châu. Uông huyện lệnh thông tin cũng nhanh lắm, mới đó mà đã dẫn người đến, đòi bắt Hoa Nhung Châu về. Hoa Thiển vẫn muốn nói lý lẽ, người của cô sao có thể dễ dàng để bị bắt đi như vậy. Trọng Khê Ngọ cũng ra mặt, kéo Hoa Thiển đi trước. Hoa Nhung Châu muốn níu giữ cô, nhưng không thể. Hoa Thiển theo Trọng Khê Ngọ về, Hoa Nhung Châu bị bắt đi. Hoa Thiển nhận ra, cận vệ bên người Trọng Khê Ngọ, cô từng gặp ở khách điếm. Lần đó, Trọng Khê Ngọ cố tình thử cô, nhưng chuyện trước mắt, Hoa Thiển nên xem tư liệu trước, Hoa Nhung Châu thực chất họ Tề. Mọi chuyện về Tề Nhung Châu, Trọng Khê Ngọ đều biết rõ, cả việc hắn từng là ăn mày. Quan trọng hơn, Tề Nhung Châu từng giết rất nhiều người, hắn là đồ đệ của nghệ nhân Ngụy Nhàn.
Theo điều tra, Ngụy Nhàn đã chết, Tề Nhung Châu là nghi phạm hàng đầu cho vụ sát hại sư mẫu này, người bỏ mạng dưới tay hắn cũng không hề ít. Trọng Khê Ngọ không muốn người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Hoa Thiển, đôi phu thê trên phố cũng là do Trọng Khê Ngọ sắp xếp, hắn nghĩ đó là ý tốt, nhưng Hoa Thiển lại không cho là vậy. Trọng Khê Ngọ muốn Hoa Thiển giữ lại hộ vệ của mình, nhưng ý tốt này Hoa Thiển nhận, giờ cô còn rất nhiều chuyện suy nghĩ. Phụ thân rất lo lắng cho Hoa Thiển, ông ấy khuyên cô nên cẩn thận với những người đưa từ trọng phủ về. Hoa Thiển lại thấy không chỉ là người thôi đâu. Tầm này Hoa Thiển chẳng muốn nghe ai nói nữa, cô thất thần ngồi nhìn vòng tay Nhung Châu tặng rồi đánh rơi nó lúc nào không hay. Vừa hay Mục Giao cũng cho người đưa thư đến, đọc xong Hoa Thiển cười như điên như dại. Tại sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc như vậy? Thiên chỉ hỏi là chuyện gì, Hoa Thiển không nói, chỉ cho thả Ngũ Sóc Mạc đi. Hoa tổng quản cũng đến tìm Ngũ Sóc Mạc, ông ấy đến thả hắn đi, còn không quên đe dọa tốt nhất là giữ mồm miệng cho kỹ, nữ nhi của ông vốn yếu đuối, cô không nên đụng tay vào những chuyện như này. Ngũ Sóc Mạc sau đó đến tìm Hoa Thiển, hắn thừa nhận vì sơ suất của mình mà hại Hoa Thâm bỏ mạng, nhưng có gì thì đổ lên đầu hắn, hắn không muốn Hoa Thiển làm hại Mục Giao. Chỉ cần Ngũ Sóc Mạc giúp Hoa Thiển ám sát một người, cô sẽ tha cho Mục Giao. Ngũ Sóc Mạc thấy Hoa tổng quản thao túng mình còn chưa đủ, giờ đến cả Hoa Thiển sao? Nhưng Hoa Thiển cũng không biết cha mình đã nói gì với Ngũ Sóc Mạc, kiếp trước hai người họ còn chưa từng gặp nhau. Hoa Thiển có thể không làm khó Mục Giao, nhưng Ngũ Sóc Mạc nên nhớ, hắn nợ cô một ân tình lớn, sẽ có một ngày hắn phải trả nợ. Ngũ Sóc Mạc cũng từ bỏ tình cảm với Mục Giao rồi, hắn đến để ôm tạm biệt cô ta lần cuối, còn dặn Mục Giao không cần thấy áy náy với mình. Mới sáng bảnh mắt ra, Thúy Trúc đã đến dập đầu lia địa với Hoa Thiển. Cô còn tưởng Thúy Trúc muốn cầu xin cô cứu Nhung Châu, nhưng thật ra cô ta đến để nhận tội. Lần Hoa Thâm bị lừa vào bẫy, Thúy Trúc đã dẫn người ra khỏi viện để Hoa Thâm ở lại một mình. Hôm trung thu, chính cô ta giữ chân Nhung Châu để hắn không đến hộ giá kịp thời. Nghe những lời này, Hoa Thiển thật sự rất tức giận. Hoa Thiển vẫn giữ được bình tĩnh, nhặt lại vòng tay đánh rơi rồi đến nhà lao thăm Nhung Châu. Hoa Thiển không chê Nhung Châu bẩn, còn xót xa vì hắn trông tiểu tụy quá. Thấy Nhung Châu bị đánh, vết thương đầy người, Hoa Thiển muốn tìm Uông huyện lệnh tính sổ. Nhung Châu phải ngăn lại, hắn kể cô nghe những điều cô muốn biết. Đại loại là sau khi mất mẹ, cha hắn lấy vợ mới. 10 năm sau, hắn bị đem bán cho nhà họ Lý giàu có đầy tai tiếng. Thỉnh thoảng, nhà họ Lý sẽ mua một đám trẻ về. Những đứa trẻ trước đó thì được khiêng ra ngoài, chỉ còn là cái xác. Tên thương gia họ Lý có thú vui, đó là trang điểm xinh đẹp cho những đứa trẻ hắn mua về, rồi mang chúng ra đánh đập. Đứa nào trụ được thì sống, không thì đắp chiếu khiêng vứt đi. Không chịu được cảnh đó, Nhung Châu hỏa thiêu Lý phủ, cũng thiêu luôn Lý thương gia. Rồi hắn bỏ trốn, trở thành ăn mày đầu đường xó chợ. Cho đến một ngày được Ngụy Nhàn nhặt về, cho ăn uống, còn dạy nghề. Nhưng bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì, không xem đệ tử là người, còn xích người như xích chó, mỗi ngày cho ăn một bữa. Nhung Châu không khuất phục, rồi một ngày hắn trốn thoát khỏi đó. Sau khi Hoa Thiển gặp nạn ở lễ cúng gia tiên, Nhung Châu nhớ ra Ngụy Nhàn, hắn đến mua món vũ khí thích hợp, nhưng đang định rời đi thì bị bà ta chặn cửa. Giờ Nhung Châu đã đứng trên cương vị khác, hắn kề đao vào cổ, nếu Ngụy Nhàn không thả, hắn không ngại tiễn bà ta một đoạn đường. Dù đã mở cửa, nhưng Ngụy Nhàn lại phóng ám khí. Nhung Châu né được, Ngụy Nhàn lại trở thành nạn nhân cho chính kiệt tác của mình. Hoa Thiển thấy tất cả đều là do mình, Nhung Châu đã vì mình mà âm thầm làm rất nhiều việc, còn không ngại đối diện với quá khứ đen tối. Thấy Hoa Thiển khóc, Nhung Châu không biết dỗ dành như nào. Điều cô có thể làm, chỉ có thể dặn canh ngục giám ngược đãi Nhung Châu thì đừng trách. Hoa Thiển đến Trọng Chi Viên, muốn Trọng Khê Ngọ giúp mình tìm đôi phu thê họ Lý kia. Việc của Nhung Châu còn nhiều uẩn khúc, Hoa Thiển muốn điều tra rõ ràng. Hiếm lắm mới có cơ hội Hoa Thiển đến tìm Trọng Khê Ngọ, vậy mà hắn lại thật sự thất vọng vì Hoa Thiển chỉ muốn nhờ vả để cứu Nhung Châu. Hoa Thiển cũng biết Nhung Châu thích cô, nhưng cô vẫn giữ lại bên mình. Hắn đã từng cứu cô nhiều lần, Hoa Thiển không thể đứng yên nhìn hắn bị vu oan. Hoa Thiển thấy gia chủ có ác cảm với Nhung Châu, nếu không giúp, cô tự mình điều tra. Thật sự, Hoa Thiển làm Trọng Khê Ngọ rất đau lòng. Nếu khi nào, chỉ một lần thôi, là Hoa Thiển thật tâm muốn đến gặp hắn. Lời này làm Hoa Thiển đứng không vững, Trọng Khê Ngọ có nhiều cách để nói sự thật với cô mà, tại sao nhất định muốn dùng cách đó? Với Hoa Thiển, Trọng Chi Viên quá rộng lớn rồi. Trên trường trở về, lại đến Trọng Dạ Lan chặn đường Hoa Thiển. Cô định không tiếp, nhưng nghe nói hắn có manh mối về vụ của Nhung Châu, Hoa Thiển vẫn nên đi một chuyến. Chưa để Trọng Dạ Lan uống xong ngụm trà, Hoa Thiển đã vội hỏi tung tích đôi phu thê kia. Hoa Thiển tưởng hắn muốn điều kiện, nhưng Trọng Dạ Lan coi như trả ơn lần Hoa Thiển đã cứu hắn đó. Tuy không có tư cách nói lời này, nhưng Trọng Chi Viên là nơi rắc rối, muốn sống yên ổn, Hoa Thiển không nên đến gần đó. Mà vốn dĩ, Hoa Thiển cũng không có ý định đó. Nếu có việc gì, Trọng Dạ Lan mong Hoa Thiển có thể nhờ vả mình, dù sao hai người cũng được gọi là người quen. Ngay đêm đó, Hoa Thiển lập tức đến ngôi nhà hoang mà đôi phu thê kia đang trốn. Mục Giao biết chuyện, miệng thì nói không quan tâm, nhưng được Trọng Dạ Lan động viện, cũng lập tức lên ngựa đuổi theo. Hoa Thiển mang rất nhiều người đến, cho bao vây nơi này, cũng bắt được đôi phu thê kia. Mới đầu họ không chịu khai nhận gì, nhưng đừng để Hoa Thiển nóng. Cẩn thận cô đem cả nhà hắn ra băm cho cá ăn. Hai người đó đành thú nhận, bọn họ đã nói ra hết sự thật, nhưng vẫn bị ép phải đến đây. Vậy là đằng sau, còn một thế lực khác can thiệp vào. Hoa Thiển mải suy nghĩ, cũng không để ý mấy lời Mục Giao nói.
cô không hề nhường Mục Dao, tất cả là do Trọng Dạ Lan lựa chọn. Mục Dao với Hoa Thiển giờ không còn ân oán, hai người nước sông không phạm nước giếng. Mục Dao vẫn muốn khuyên Hoa Thiển, cành cao không dễ trèo, sợ cô không có số hưởng. Trở về, Hoa Thiển đến thẳng nhà Lao, báo cho Nhung Châu biết chuyện mình vừa làm. Là cô liên lụy đến hắn, hắn cũng rất quan trọng với cô. Sau này, có thể người bên cạnh Hoa Thiển chỉ còn Nhung Châu thôi. Dù vậy, hắn vẫn nguyện theo cô đến chân trời góc bể. Việc bán những cửa tiệm, Đại Hoàng cũng hoàn thành xong cả rồi. Làm việc nhanh nhẹn hơn Hoa Thiển dự tính rồi. Chuyện của Thiên Chỉ đã xong, Thúy Trúc cũng vì phạm lỗi đã bị Hoa Thiển đuổi đi. Bên cạnh Hoa Thiển còn một nô tỳ nữa, nhưng khi hỏi cô ấy có mong muốn gì thì lại không nói. Hoa Thiển cho cô ấy 2 ngày để suy nghĩ, muốn gì cứ nói với cô. Dạo này rảnh rỗi, trình độ pha trà của Hoa Thiển đã lên một tầm cao mới. Đến phụ thân uống xong cũng phải khen ngon, số cửa tiệm được chuyển nhượng cho Hoa Thiển, cô đã bán hết. Tưởng con gái cần tiền gấp, phụ thân có thể chu cấp thêm, nhưng hiện tại cô chưa cần. Hoa Thâm đã được chuyển về linh đường dưới quê, mọi chuyện cũng gần xong xuôi. Hoa Thiển muốn phụ thân đưa mình và mẫu thân đi chơi một chuyến, nhưng ông ấy lại hoãn lại một thời gian nữa, đợi tìm được hung thủ sát hại Hoa Thâm. Về phòng, Hoa Thiển xem lại số giấy tờ mình điều tra và thu hồi lại được lúc trước, lần này cô quyết định đốt hết. Hôm sau, Hoa Thiển đến tìm Trọng Khê Ngọ, nhưng vì hắn còn rỗi nên cô bị cho đứng ngoài cửa. Không sao, thứ Hoa Thiển có là thời gian, đợi thêm chút cũng chẳng mất gì. Để Hoa Thiển đứng ngoài cửa, người ngoài sẽ dị nghị không hay. Trọng Khê Ngọ đương nhiên không muốn thế, hắn cũng chịu lộ mặt, kéo cô vào phòng, đóng cửa lại trước con mắt ngạc nhiên của đám nô tài. Trọng Khê Ngọ ép sát Hoa Thiển vào cửa, từ đầu đến cuối, cô vẫn rất bình tĩnh. Lúc trước Trọng Khê Ngọ từng nói chỉ cần cô đến, hắn sẽ không giận dỗi. Nhưng Hoa Thiển lần này đến, không phải để thăm Trọng Khê Ngọ, cô muốn xin hắn một ân huệ. Chỉ cần Trọng Khê Ngọ tha cho Hoa Nhung Châu, Hoa Thiển và phụ thân cô sẽ không nhúng tay vào vụ án của Hoa Thâm nữa, tùy hắn quyết định. Lời này của cô có ý gì, Trọng Khê Ngọ tự biết. Hoa Thiển đã định giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nhưng Trọng Khê Ngọ không muốn tha cho Nhung Châu. Hoa Thiển thấy thật nực cười, ý của hắn là những kẻ làm sai đều phải chịu trừng phạt. Hoa Thiển thất vọng đến rơi nước mắt, tại sao Mạnh Y Phi phái người đến ám sát cô, rồi cuốn đại ca cô vào dẫn đến việc huynh ấy mất mạng, Trọng Khê Ngọ lại là ngơ. Nếu hắn thật sự công bằng như vậy, tại sao lại không nói với cô việc này? Hoa Thiển sớm đã tự mình ngộ ra, từ việc trưởng công chúa bất ngờ vì cô bị hành thích, đến người trong cuộc như Ngũ Sóc Mạc cũng không biết Hoa Thiển là mục tiêu ám sát. Vậy mà Mạnh Y Phi lại tỏ ra rất bình thường khi nghe cô kể lại. Trọng Khê Ngọ cũng đã sớm điều tra được, nội gián của hắn ở khắp nơi nên tình báo cũng rất nhiều. Nhưng vì không có chứng cứ, Trọng Khê Ngọ cũng không thể buộc tội Mạnh ra. Có nhiều chuyện rất phức tạp, vậy thì Hoa Thiển sẽ làm nó trở nên đơn giản. Chỉ cần Trọng Khê Ngọ tha mạng cho Nhung Châu, cô sẽ không bao giờ nhắc đến Mạnh Y Phi nữa. Hoa Thiển biết tình cảm của Trọng Khê Ngọ với mình, nhưng vậy thì được gì chứ? Hắn sinh ra đã là gia chủ Trọng gia, việc hắn để lại nhiều nữ nhân bên mình cũng là vì mục đích chính trị. Trọng Khê Ngọ còn muốn giải thích, nhưng Hoa Thiển lại lùi lại, cô quỳ xuống, cúi lạy xin hắn buông tha cho hộ vệ của cô. Không còn cách nào, Trọng Khê Ngọ có thể tha cho Nhung Châu, nhưng hắn tuyệt đối không để cô mang Nhung Châu cùng rời Hoàng Thành. Đừng tưởng chỉ mình Hoa Thiển nắm thóp Trọng Khê Ngọ, hắn cũng có bằng chứng phụ thân cô làm điều xấu. Hoa Thiển nhận ra, Ngân Hạnh thì ra là người của Trọng Khê Ngọ. Hèn gì, Hoa Thiển đi đâu, Trọng Khê Ngọ cũng đều biết được. Nếu vậy, Trọng Khê Ngọ có thể ban chết cho Hoa Thiển, cô có thể thay cha mình trả tội. Nhưng hắn đương nhiên không lỡ, Trọng Khê Ngọ đỡ Hoa Thiển dậy, hắn đưa ra cách giải quyết. Tề Nhung Châu sẽ được thả, đổi lại, mùng 5 tháng sau, Hoa Thiển phải thừa nhận việc Hoa Tổng quản hãm hại Đồng Liêu trước mặt nhiều trưởng quản. Được, theo ý Trọng Khê Ngọ, hắn là gia chủ, nên giấu tội hay nhận tội đều do hắn quyết định. Hoa Thiển cũng không còn tin tưởng gì Trọng Khê Ngọ nữa, Ngân Hạnh hắn cũng gọi về đi. Trên đường đến nhà lao đó Tề Nhung Châu, Hoa Thiển quyết định vứt luôn túi hương luôn đeo bên người. Trong đó là lọ thuốc lúc trước Trọng Khê Ngọ đưa cho cô. Đó giờ, Hoa Thiển luôn xem đó là bùa may mắn, giờ thì không cần nữa. Tề Nhung Châu đã được đón về, Hoa Thiển cũng chuẩn bị hành lý cho hắn, thả tự do cho hắn. Nhưng Tề Nhung Châu không chịu rời đi, tưởng rằng Hoa Thiển trách hắn giết người vô tội, Tề Nhung Châu còn dọa tự chặt tay mình. Hoa Thiển mới chịu giữ hắn lại, không đuổi đi nữa. Hoa Thiển sau đó đến mộ phần Hoa Thâm, cô muốn xin lỗi đại ca vì mình không thể tự tay trả thù cho huynh ấy. Mục Dao từng gửi thư, nói rằng mọi người đều biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng không ai nói ra vì hung thủ lần này lại được một hung thủ khác bao che. Cuộc đời này vốn đã đầy bất công, giết người đều mạng, chỉ dành cho kẻ thấp hèn. Hoa Thiển chỉ có thể xuôi theo, đây là lần thứ hai cô nhìn ca ca mình chết trước mặt. Sống lại một kiếp, Hoa Thiển vẫn không thể chiến thắng quyền thế. Quá đau lòng mà Hoa Thiển uống không ít rượu. Đến nỗi Tề Nhung Châu đến lay mấy cái, cô không tỉnh, còn nắm chặt tay hắn, gọi một tiếng ca ca. Trọng Khê Ngọ mời Trọng Dạ Lan đến phủ dùng bữa, đã lâu hai huynh đệ họ không ăn cùng nhau. Trọng Khê Ngọ muốn hỏi ý, xem Trọng Dạ Lan có thể trở về phương Nam, quản lý sản nghiệp ở đó, thay cho nhà họ Mạnh được không? Bây giờ, Trọng Khê Ngọ cần Trọng Dạ Lan, hắn muốn trả lại vị trí đai trưởng quản của các cửa tiệm cho sư huynh. Trọng Khê Ngọ sợ Mạnh ra lộng quyền, nhưng không sợ Trọng Khê Ngọ sao. Sau yến hội, Trọng Khê Ngọ muốn Trọng Dạ Lan lập tức lên đường.
Hoa Thiển đến thăm mẫu thân đã lâu lắm rồi, từ khi Hoa Thâm qua đời, hai mẹ con không gặp nhau. Vì quá đau buồn, tóc mẫu thân cũng bạc trắng luôn rồi. Hoa Thiển kề lên vai mẫu thân, hứa với người, dù ca ca không còn, cô cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh người. Mẫu thân cũng tự nhận là mình không tốt, đã khiến Hoa Thiển chịu khổ. Những ngày sau đó, gia đình ba người trở lên hòa thuận. Hoa Thiển cùng phụ thân cùng đi câu cá, trở về nhà là có bữa cơm ngon đầm ấm, ba người còn cùng nhau chơi cờ vui vẻ. Rất nhanh cũng sắp đến ngày mùng 5, Hoa Thiển đến bàn với phụ thân, ngày mai không cần để mẫu thân đi cùng thì hơn. Hoa Tổng Quản cũng đã có sắp xếp, sau khi nhường chức trong yến hội ngày mai, cả gia đình sẽ đến tiểu trấn Giang Nam. Hoa Thiển nhớ ra Ngũ Sắc Mạc, Hương Trầm để ám hại Mục Gia, Hoa Tổng Quản chính là lấy từ chỗ Ngũ Sắc Mạc. Hoa Thiển thấy thật vô lý, kiếp trước Ngũ Sắc Mạc theo phe Mục Gia là kẻ gián tiếp khiến Hoa Gia suy vong, là chỗ nào xảy ra vấn đề. Việc liên lạc với Ngũ Sắc Mạc rất nguy hiểm nên Hoa Tổng Quản đã tự mình làm. Ông ấy cũng đã đến dằn mặt hắn, để hắn không nói ra, có điều tra, cũng không điều tra đến hắn. Việc này, chỉ có Hoa Thiển là người thứ ba biết chuyện. Hoa Thiển rất sốc khi biết tin này, cô còn muốn phụ thân kể cho mình chi tiết vụ án của Mục Gia. Đương nhiên, là điều nữ nhi muốn biết, Hoa Tổng Quản cũng không giấu giếm. Trước khi Hoa Thiển rời đi, Hoa Tổng Quản muốn biết có phải sau khi thành thân đã xảy ra chuyện gì nên cô mới thay đổi rất nhiều, như biến thành một con người khác vậy. Chuyện trọng sinh, Hoa Thiển có nói cũng không ai tin, cô đành bịa lý do, đêm tân hôn, mình đã mơ một giấc mộng chân thật, Hoa Gia bị hãm hại, tất cả bỏ mạng một cách oan uổng. Cô nghĩ đó là điềm báo ông trời báo mộng cho mình, Hoa Thiển đã thay đổi. Giờ thì ổn rồi, cô sẽ bảo vệ gia đình mình an toàn. Nhưng ông trời cũng quá trêu ngươi rồi, ông cho Hoa Thiển một cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng lại đặt ra rất nhiều trở ngại. Trở về phòng, Hoa Thiển cho gọi Tề Nhung Châu. Cô muốn hắn đến Giang Na, chuẩn bị một căn nhà, đợi gia đình cô chuyển về đó. Tề Nhung Châu cảm thấy Hoa Thiển đang cố tình đuổi hắn đi trước. Biết tính khí tên này cố chấp, Hoa Thiển phải giả bộ giận dỗi, Tề Nhung Châu mới đồng ý đi trước. Hôm sau, chính là yến hội, Hoa Thiển đã sắp xếp cho Tề Nhung Châu đi Giang Nam, Thiên Chỉ cũng không cần đi theo, với lý do ở nhà chăm sóc mẫu thân giúp cô. Không ai biết suy tính của Hoa Thiển là gì. Yến hội vừa bắt đầu được một lúc, Hoa Thiển cho người gọi Mạnh Y Phỉ ra ngoài. Cô ta vẫn tỏ ra là tỉ muội tốt với Hoa Thiển, nhưng cô rụt tay lại, còn lau tay cho đỡ bẩn vì vừa bị ả ta chạm vào. Mạnh Y Phỉ không cần diễn nữa, Hoa Thiển đã biết bộ mặt thật của cô ta. Hoa Thiển chỉ muốn hỏi lý do vì sao Mạnh Y Phỉ ám sát mình. Ả ta lấy lý do ghen tuông, ả cho rằng Hoa Thiển đã thành hôn, vẫn đến trọng chi viên quyến rũ Trọng Khê Ngọ. Hoa Thiển đã định bỏ qua, nhưng Mạnh Y Phỉ điên rồi, dám lớn giọng, còn định giơ tay đánh Hoa Thiển, nhưng không thành công, còn bị cô đẩy ngã. Mạnh Y Phỉ lên cơn, mắng Hoa Thiển chưa đủ, cô ta dám chủ Hoa ra sớm ngày suy vong, còn hả hê vì Hoa Thâm bỏ mạng là đáng. Không nói nhiều, Hoa Thiển bóp cổ, ép cô ta nằm im dưới đất. Cô rút vũ khí của mình ra thẳng tay rạch một đường trên mặt Mạnh Y Phỉ. Thấy máu, cô ta sợ đến ngất xỉu, một vết sẹo đổi lại mạng Hoa Thâm, lời cho Mạnh Y Phỉ rồi. Nếu không nể mặt Trọng Khê Ngọ, cô đã khiến cô ta đổi mạng. Xong việc, Hoa Thiển bình thản trở về bữa tiệc. Đúng như Hoa Thiển nói, Trọng Khê Ngọ biết chuyện cô vừa làm nhưng vẫn sẽ bao che. Giờ thì Hoa Thiển sẽ nhận tội, trước mặt mọi người, cô quỳ xuống, nhận vụ án Mục Gia chính là do Hoa Tổng Quản bày mưu, cũng trình lên bằng chứng phạm tội. Trọng Khê Ngọ muốn hỏi ý kiến Mục Giao, có thể thấy cô ấy rất tức giận nhưng vẫn bỏ qua, mọi chuyện chỉ là quá khứ, cô ấy là phận nữ nhi không muốn xen vào. Hoa Tổng Quản cũng nhận tội, lời nói ra từ miệng ông ấy, Hoa Thiển cũng không khỏi bất ngờ. Đúng như kế hoạch của Trọng Khê Ngọ, Hoa Tổng Quản sẽ bị bắt, hắn chỉ cần lấy lý do Hoa Thiển vì nghĩa diệt thân, giữ cô lại trọng chi viên. Nhưng Hoa Thiển cũng có tính toán của riêng mình, cô nhận tất cả là mưu kế mình nghĩ ra, phụ thân chỉ là vì con gái nên mới thành toàn. Hôm qua đã hỏi được hết quá trình từ chỗ Hoa Tổng Quản, giờ Hoa Thiển rành rọt kể lại, nhận tất cả là do mình bày ra, giờ cô ở đây để thỉnh tội. Trọng Khê Ngọ còn muốn bảo vệ Hoa Thiển, nhưng cô một mực nhận tội. Phụ thân cô chính trực trong sạch, mong trưởng công chúa và gia chủ không liên lụy người. Hoa Tổng Quản sao có thể để nữ nhi của mình nhận tội? Việc này, ông còn rõ hơn Hoa Thiển, phụ thân đưa ra thêm bằng chứng mà ông chưa kể hết. Tất cả là mưu kế của mình, nữ nhi lương thiện của ông không liên quan gì hết. Hoa Thiển có muốn ngăn lại, Hoa Tổng Quản cũng cúi xin gia chủ trách tội ông, đừng để ý những lời Hoa Thiển vừa nói, vì cô không liên quan. Phụ thân bị bắt đưa đi, lòng Hoa Thiển nguội như cho tàn. Mọi người trong yến tiệc đều bày ra bộ mặt như xem kịch vui. Trưởng công chúa thấy náo loạn đủ rồi thì ra lệnh cho mọi người chỉnh đốn lại. Hoa Thiển vẫn ương bướng, không chịu nghe theo sự sắp xếp của cha mình và gia chủ. Cô ấy một mực vơ toàn bộ tội lỗi về phía mình. Trọng Khê Ngọ cho rằng Hoa Thiển đang giận dỗi mình. Hai người một quỳ một ngồi giữa sảnh, chiến tranh lạnh cùng nhau. Trưởng công chúa vội vàng đuổi tất cả quan khách ra về. Bà ấy muốn khuyên nhủ con trai vài câu lại bị Trọng Khê Ngọ từ chối. Không còn cách nào khác, bà ấy chỉ đành tức giận rời đi. Trọng Khê Ngọ cưỡng chế đỡ Hoa Thiển đứng dậy lại bị cô ấy đẩy ra. Giữa hai người bọn họ bây giờ đã là cả bầu trời hiểu lầm rồi. Bao nhiêu tổn thương Hoa Thiển phải chịu, đâu có thể dùng một vài hành động quan tâm là hàn gắn được.
Trọng Khê Ngọ cho rằng bản thân mình luôn bị Hoa Thiển xem là kẻ hy sinh. Hoa Thiển lại trách anh ấy vì bảo vệ Mạnh Diệc Phi mà 5 lần 7 lượt bỏ rơi cô ấy. Hoa Thiển trách Trọng Khê Ngọ đã giấu giếm mình chuyện về Kaka. Anh ấy lại cho rằng mình làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì bảo vệ cô ấy mà thôi. Hoa Thiển bị hiểu lầm quấn thân, không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa rồi. Trong lòng Hoa Thiển luôn tràn ngập đau khổ lẫn tự trách, luẩn quẩn không thể thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi trước kia. Mạnh Diệc Phi nhìn khuôn mặt của mình trong gương thì vô cùng căm phẫn. À ta lo sợ mình sẽ bị hủy dung, phải sống với khuôn mặt xấu xí đó cả đời. À ta tới tìm Hoa Thiển muốn tính sổ, lại bị thị vệ canh cửa đuổi đi. Mạnh Diệc Phi không chịu bỏ qua cho Hoa Thiển, à ta tới tìm trưởng công chúa để mách lẻo. Vốn tưởng rằng sẽ được trưởng công chúa thương hại mà ra mặt giúp, ai ngờ lại bị phản đam, khiến trưởng công chúa chán ghét, muốn tìm người khác thế chỗ cô ta, quản lý sự vụ trong Trọng Chi Viên. Mạnh Diệc Phi ăn trộm không được còn mất nắm gạo, chỉ có thể ấm ức rời khỏi viện của trưởng công chúa. Ở bên trong, phòng Hoa Thiển vẫn giữ thái độ không cảm xúc. Mắt cô ấy dán vào quyển sách trên tay, nhưng tâm trí đã sớm bay lên tận 9 tầng mây rồi. Ngân Hạnh muốn dùng chuyện xấu hổ của Mạnh Diệc Phi chọc cho Hoa Thiển cười, ai ngờ cô ấy chẳng thèm để vào tai, cứ trơ ra như gỗ đá. Ngân Hạnh lo lắng, vội vàng đem chuyện đó bẩm báo cho Cao Nội Thị. Trọng Khê Ngọ không yên tâm về Hoa Thiển, lên vội vàng tới thăm. Hoa Thiển ngang bướng, muốn ép anh ấy đưa mình đi gặp Hoa Tổng Quản. Tất nhiên là Trọng Khê Ngọ không thể đồng ý với yêu cầu đó rồi, nên hai người lại một lần nữa tan rã trong không vui. Trưởng công chúa biết con trai vẫn nặng tình với Hoa Thiển, muốn dùng cớ giam lỏng để bảo vệ cô ấy. Bà ấy đã âm thầm sai người tăng cường canh giữ Hoa phủ. Ngày hôm sau, các vị chủ quản đồng loạt yêu cầu gia chủ phải xử lý nghiêm Hoa Tổng Quản, lại bị gia chủ dùng kế kéo dài thời gian. Mạnh Ninh thấy vậy thì không thể ngồi yên, sau khi được Mạnh Diệc Phi bơm lời, hắn ta hùng hồn đứng ra buộc tội Hoa Thiển đã ra tay hủy dung Mạnh Diệc Phi. Trọng Khê Ngọ nghe vậy thì tức cái mình ghê gớm. Anh ấy lập tức hỏi vặn lại lão ta, động cơ gì để Hoa Thiển ra tay với Mạnh Diệc Phi, khiến cho Mạnh Ninh cứng họng, không thể đáp lời. Dẫu vậy hắn vẫn cắn mãi chuyện, muốn đuổi Hoa Thiển ra khỏi Trọng Chi Viên không buông. Gia chủ bị chọc cho giận tím người, lập tức ra lệnh cho Trọng Dạ Lan tới giúp Mạnh gia phân ưu. Bề ngoài là muốn giúp đỡ họ, nhưng thực chất là thâu tóm bớt quyền lực của Mạnh gia. Giải quyết xong mọi chuyện, gia chủ về phòng chút giận lên đồ vật, tức chết anh ấy mà. Kẻ nào dám động tới Hoa Thiển, anh ấy nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết. Trưởng công chúa biết chuyện mà con trai làm hôm nay thì bị chọc tức không nhẹ. Nếu không phải Ngũ Nương Tử bên cạnh khuyên nhủ thì bà ấy đã sớm đi tìm gia chủ chất vấn rồi. Mắt thấy cũng sắp tới sinh thần của Trọng Khê Ngọ rồi, trưởng công chúa đành đợi ngày hôm đó hai mẹ con ngồi lại rồi tâm sự sau vậy. Gia chủ tức giận đi tìm Mạnh Diệc Phi cảnh cáo ả ta, nếu còn để miệng đi chơi xa tiếp tục hãm hại Hoa Thiển nữa, anh ấy nhất định sẽ khiến ả ta răng môi lẫn lộn. Hoa Nhung Châu nghe được tin về Hoa chủ quản, anh ấy lập tức lên đường, lại bị người của Ngũ Sóc Mạc ra tay chặn lại. Trọng Dạ Lan muốn tới Trọng Chi Viên cầu tình cho Hoa chủ quản, mặc cho Mục Giao hết lời khuyên ngăn, anh ấy vẫn không chịu nghe. Thấy Trọng Dạ Lan tới cầu tình cho người mình yêu, Trọng Khê Ngọ lại bắt đầu ghen tuông, mùi giấm chua lan khắp căn phòng. Trọng Dạ Lan biết rõ tính của sư đệ mình nên đã đưa ra yêu cầu được đưa tên của Mục Giao vào gia phả nhà mình. Anh ấy muốn cho Mục Giao một danh phận, sau bao sóng gió anh ấy đã nhận ra Mục Giao mới là chân ái của đời mình. Trọng Dạ Lan sớm không còn tơ tưởng tới người không thuộc về mình là Hoa Thiển nữa. Hoa Nhung Châu bị đánh cho bầm dập, vẫn nhất quyết muốn tìm gặp Hoa Thiển. Ngũ Sóc Mạc cho biết anh ấy là được Hoa Thiển nhờ tới ngăn cản Hoa Nhung Châu lao đầu vào chỗ chết. Thấy Hoa Nhung Châu vẫn ương bướng không chịu nghe, bọn họ chỉ đành đánh ngất anh ấy. Hoa Thiển biết những gì Ngân Hạnh đã làm thì rất thất vọng. Mang tiếng là nha hoàn của cô ấy, nhưng lại một lòng trung thành với Trọng Khê Ngọ. Thích như tâm biết tin Kim Lâm không bỏ rơi mình từ miệng của nha hoàn thì cũng vực lại được tinh thần. Cô ấy trèo tường vào xin lỗi Hoa Thiển, sau đó cô ấy lại đi tìm gia chủ, không biết họ nói gì cùng nhau. Sau đó lập tức Thích Như Tâm bị đuổi ra khỏi Trọng Chi Viên với tội danh hãm hại Mạnh Diệc Phi. Thậm chí gia chủ còn không cho phép Thích gia thu nhận Thích Như Tâm nữa. Buổi tối, Cao Nội Thị theo lệnh đưa đồ ăn do trưởng công chúa chuẩn bị tới cho gia chủ. Nhờ vậy anh ấy mới biết được hôm nay là sinh thần của mình. Trọng Khê Ngọ đem đồ ăn tới, muốn dùng bữa cùng Hoa Thiển. Ai ngờ lại bị cô ấy chọc cho một bụng tức. Hoa Thiển biết Trọng Khê Ngọ không thể vì cô ấy mà từ bỏ vị trí gia chủ của mình, nhưng lại liên tục đem nỗi khổ tâm đó ra giày vò anh ấy. Gia cũng không chịu thua, anh ấy đem tính mạng của Hoa Nhung Châu ra đe dọa Hoa Thiển, ép cô ấy phải nghe lời mình. Hoa Thiển tức giận, lấy con dao giấu trong vòng tay muốn tự sát. May mắn gia chủ nhanh tay, kịp thời ngăn cản cô ấy lại. Giọt nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng Trọng Khê Ngọ đã khóc vì Hoa Thiển. Anh ấy nhận ra cô ấy có thể hy sinh vì cả thế giới, nhưng chưa từng thật sự suy nghĩ cho mình. Trọng Khê Ngọ nhận ra Hoa Thiển chưa từng yêu mình. Nếu yêu đã không để cho anh ấy khóc, nếu yêu đã không quên ngày sinh thần của anh ấy. Trọng Khê Ngọ buồn bã bỏ ra về, để lại Hoa Thiển với đôi tay đẫm máu. Anh ấy về viện của mình, tự xử lý vết thương rồi lại đắm chìm vào men rượu. Ngũ Nương Tử theo lệnh của trưởng công chúa tới thăm dò.
Cao Nội Thị không muốn bà ấy nhìn thấy tình cảnh của gia chủ nhà mình nên đã khôn khéo từ chối. Ông ấy chủ động vào bên trong, lấy hộp thức ăn đưa cho Ngũ Nương Tử. Là một người tinh tế, chỉ thông qua vết máu trên áo của Cao Nội Thị, Ngũ Nương Tử đã đoán được nội tình bên trong. Trưởng công chúa biết chuyện thì triệt để nổi giận. Đây cũng là giới hạn cuối cùng rồi, trưởng công chúa không muốn nhịn Hoa Thiển thêm nữa. Cô ấy dám làm con trai cưng của bà ấy bị thương. Trưởng công chúa hùng hổ đi tới, tìm Hoa Thiển hỏi tội, nha hoàn Ngân Hạnh bị cưỡng chế lôi đi. Trưởng công chúa sau khi xác định chính xác là do Hoa Thiển làm cho con trai mình bị thương thì sai người đưa rượu độc tới. Hoa Thiển đối diện với cái chết vẫn một lòng van xin cho người nhà của mình. Trưởng công chúa bị cảm động trước một mảnh hiếu tâm của cô ấy nên đã đồng ý lưu lại mạng cho Hoa chủ quản. Nghe được sự đảm bảo của trưởng công chúa, Hoa Thiển sảng khoái uống cạn ly rượu độc. Uống xong cô đổ vật ra nền đất, toàn bộ ký ức một đời này từ khi trọng sinh ùa về trong tâm trí Hoa Thiển. Sau đó cô ấy ngất đi, trưởng công chúa sai người đưa Hoa Thiển đi, sau đó lại an bài mọi chuyện. Đợi khi Trọng Khê Ngọ chân trần tất tả chạy tới, cả viện của Hoa Thiển đã bốc cháy dữ dội. Anh ấy bất lực ở ngã khuỵu xuống, tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn chia cắt anh ấy và Hoa Thiển? Đám cháy được dập tắt, chỉ còn lại một cái xác được cho là của Hoa Thiển. Trọng Khê Ngọ chạy tới chất vấn mẹ của mình. Trưởng công chúa mắt thèm không chớp, nói rằng bà ấy làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh ấy. Cuối cùng Trọng Khê Ngọ cũng hiểu được cảm giác của Hoa Thiển khi nghe anh ấy nói câu đó rồi. Trọng Khê Ngọ tâm lạnh như cho tàn, vô thức bước ra về. Nhìn bóng lưng cô đơn tuyệt vọng của con trai mình, trưởng công chúa cũng âm thầm rơi nước mắt. Sau đó trưởng công chúa cũng thực hiện lời hứa của mình, thả Hoa chủ quản ra. Hoa Nhung Châu tỉnh lại, lập tức chạy đi tìm Hoa Thiển. Nhìn thấy biệt viện cháy đen mà chân tay anh ấy rụng rời. Bước vào bên trong, Hoa Nhung Châu thấy Trọng Khê Ngọ cũng đang đứng bần thần ở đó. Anh ấy rút kiếm muốn lao tới, lấy mạng Trọng Khê Ngọ. Đáng tiếc lại bị hộ vệ thân cận của Trọng Khê Ngọ đánh cho trọng thương. May mắn gia chủ đã ngăn hộ vệ của mình lại, Hoa Nhung Châu mới giữ được cái mạng nhỏ của mình. Trọng Khê Ngọ thổn thức như tự vấn bản thân mình. Anh ấy là gia chủ của Trọng Chi Viên rộng lớn bề thế này nhưng lại vô dụng chẳng đủ năng lực bảo hộ người mình yêu thương nhất. Hoa Nhung Châu vẫn cố chấp muốn lấy mạng Trọng Khê Ngọ, buộc lòng thị vệ phải ra tay mạnh hơn. Nhìn bộ dáng thoi thóp của anh ấy, Trọng Khê Ngọ hẹn anh ấy một tháng sau gặp lại sẽ cho Hoa Nhung Châu chút thông tin về Hoa Thiển. Một bên khác, Thích Như Tâm đã tìm được nơi ở của Kim Lâm. Hai người gặp lại nhau sau bao ngày xa cách thì tay bắt mặt mừng. Thì ra Thích Như Tâm đã làm giao dịch với Trọng Khê Ngọ. Cô ấy cam tâm tình nguyện gánh tội làm hủy dung mạnh Diệc Phi để đổi lấy một vé ra khỏi Trọng Chi Viên. Đôi tình nhân số khổ này cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai hạnh phúc bên nhau rồi. Trở lại, Hoa Thiển bước ra bên ngoài mới phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ. Trên bàn còn có ngân phiếu và khế ước đất, tất cả đều là do trưởng công chúa chuẩn bị cho cô ấy, coi như là phí đền bù sau khi chia tay con trai bà ấy đi. Thật là một tấm khổ tâm của người làm cha mẹ, tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho con trai mình. Trưởng công chúa chấp nhận làm người đóng vai ác. Ở một bên khác, Hoa Nhung Châu đi tìm đại phu ruột nhờ giúp đỡ. Nhìn thương tích chi chít trên người anh ấy, vị đại phu già không khỏi cảm thán. Nhịn không được mà khuyên nhủ vài câu, Hoa Nhung Châu tuổi trẻ chưa trải sự đời cứ cố chấp. Cơ thể con người là máu thịt, đâu phải sắt đá. Nếu anh ấy còn tiếp tục bất chấp sinh mạng của mình như hiện tại e rằng không ổn. Đại phu bla bla một hồi mà Hoa Nhung Châu chẳng để vào tai câu nào. Anh ấy chỉ mải nhớ về kỷ niệm bên Hoa Thiển mà thôi. Hoa Nhung Châu ngại đại phu nói nhiều quá, liền trực tiếp bỏ đi luôn. Đồ đệ của đại phu nghi ngờ thân phận của Hoa Nhung Châu nên đề nghị báo quan nhưng lại bị ông ấy gạt phắt đi. Báo quan thì có ích gì chứ, Hoa Nhung Châu là do người của Trọng Khê Ngọ đưa tới, ép ông ấy chữa trị cho mà, quan phủ có thể động vào hoàng thất sao? Sáng hôm sau, Từ công tử mang cho Hoa Thiển một ít đồ ăn, lại bị cô ấy ngó lơ từ chối, Hoa Thiển kéo Vân Nương ở gần đó vào nhà nói chuyện. Buổi tối, đến hẹn Hoa Nhung Châu lại tới Trọng Chi Viên, sau khi đánh bại Trần Uyên thì anh ấy cũng cạn nội lực, vậy nên chỉ đành quay về rèn luyện thêm. Đợi tháng sau sẽ quay trở lại tiếp tục tỉ thí. Trần Uyên rất khó hiểu trước cách làm việc của gia chủ, riêng Lâm Giang thì từ chối cho ý kiến. Anh ấy biết rằng Trọng Khê Ngọ đây là đang muốn bồi dưỡng Hoa Nhung Châu. Lâm Giang đã sớm nhìn ra khi đánh nhau, Hoa Nhung Châu đã nhường Trần Uyên. Nếu không sợ rằng thương tích trên người anh ấy đâu chỉ đơn giản như vậy. Hoa Nhung Châu trở lại y quán, đại phu đã sớm nhẫn mặt anh ấy rồi, chẳng hỏi han gì mà trực tiếp trị thương luôn. Ở bên này cuộc sống của Hoa Thiệt trôi qua không tệ. Vân Nương luôn túc trực bên cạnh, dạy cô ấy theo thùa. Một tháng qua đi, Hoa Nhung Châu lại trở lại Trọng Chi Viên. Lần này anh ấy đã đánh thắng được Lâm Giang. Nhưng khi Trần Uyên xuất hiện thì kết quả đã thay đổi. Một mình Hoa Nhung Châu đâu phải là đối thủ của hai bọn họ. Kết quả anh ấy bị đưa về y quán trong tình trạng thoi thóp chỉ còn nửa cái mạng. Lâm Giang đánh giá rất cao năng lực của Hoa Nhung Châu. Chỉ với 2 năm ngắn ngủi qua, anh ấy đã có thay đổi vượt bậc trong kiếm pháp. Hoa Nhung Châu bị ác mộng dọa cho tỉnh dậy. Sau khi uống thuốc xong, anh ấy lại tiếp tục chạy đi tập luyện. Ở bên này, trưởng công chúa đã bắt đầu dục dịch tuyển vợ cho con trai. Bà ấy đưa cho Ngũ Nương Tử một list những tiểu thư nhà quan mà mình thấy hợp mắt.
sau đó gọi bọn họ tới Trọng Chi Viên để mình quan sát thêm. Thiên Chi gặp Hoa Nhung Châu trên đường, hai người vì bất đồng ý tưởng nên đã xảy ra tranh cãi cùng nhau. Mạnh Diệc Phi chạy tới chất vấn gia chủ chuyện để em gái cô ta vào phủ. Ai ngờ nói bon mồm lại phọt ra luôn chuyện ả đã từng hãm hại Hoa Thiển. Mạnh Diệc Phi lập tức được một vé chim cút ra khỏi Trọng Chi Viên. Chân cô ta vừa bước ra khỏi cổng thì em gái cô ta cũng đắc ý ngồi kiệu bước vào phủ. Hoa Thiển đã biết được Vân Nương là người luyện võ. Không biết khi cô ấy biết đâu là gián điệp gia chủ cài cắm bên mình thì có cảm xúc gì nhỉ? Gia chủ nhìn thấy bộ hỷ phục do trưởng công chúa đưa đến cho mình thì gai mắt, lập tức sai người đem nó đi đốt. Vân Nương kể cho Hoa Thiển nghe về câu chuyện buồn của cô ấy. Thì ra Hoa Nương đã từng gả cho người ta. Lần sảy thai đứa con đầu tiên, cô ấy đã bị tổn thương thân thể. Sau này mãi không thể có thai, chồng cô ấy liền mất kiên nhẫn, cưới thêm một cô vợ khác. Cô ta vừa vào phủ đã có thai, liền lên mặt với Vân Nương khắp nơi, ép cô ấy làm việc như trâu như chó. Vết chai sần trên tay cũng là do lao động mà thành. Sau này nhà chồng không cần, nhà mẹ cũng không chịu giang tay thu nhận cô ấy. Vân Nương một mình tự kiếm sống từ đó tới nay. Từ Minh đem đến cho Hoa Thiển một chiếc lồng đèn, lại khiến cô ấy nhớ tới Hoa Nhung Châu. Sau đó cô ấy hơi đau ngực do hậu di chứng từ vết thương cũ. Hoa Thiển viết điều ước lên đèn lồng rồi thả nó trôi trên sông. Tờ ước nguyện đó nhanh chóng đến tay Trọng Ngọ Khê. Cũng vừa khéo là ngày Hoa Nhung Châu xử gọn được Lâm Giang và Trần Uyên. Anh ấy ngang nhiên cầm kiếm xông vào hỏi tội Trọng Khê Ngọ. Hai người dây dưa đấu võ mồm một hồi lâu, Hoa Nhung Châu chọn tha mạng cho Trọng Khê Ngọ vì anh ấy biết Hoa Thiển sẽ rất buồn nếu như gia chủ chết. Khi anh ấy quay đi thì Trọng Khê Ngọ lại nói cho biết nơi ở hiện tại của Hoa Thiển. Anh ấy cũng cho người gọi Vân Nương trở về, vì từ bây giờ đã có Hoa Nhung Châu bảo vệ cho Hoa Thiển, Trọng Khê Ngọ không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa rồi. Đợi khi chỉ còn một mình, anh ấy đem toàn bộ thư hồi âm từ phía Vân Nương suốt 2 năm qua, miêu tả chi tiết cuộc sống của Hoa Thiển đem đốt đi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Trọng Khê Ngọ cho phép bản thân mình nhớ tới Hoa Thiển. Ngày hôm sau anh ấy đi tới gặp trưởng công chúa, thông báo hôn sự của mình sẽ do bà ấy tự do định đoạt. Nếu không phải là Hoa Thiển, đối với anh ấy lấy ai cũng vậy mà thôi. Trưởng công chúa hơi áy náy với Hoa Thiển, liền bắt đầu thu tay lại cho người đang canh gác ở Hoa Phủ toàn bộ rút lui. Đến hẹn mà không thấy Hoa Nhung Châu tới, vị đại phu bắt đầu thấy nhớ. Đã gắn bó hơn 2 năm rồi thì không ít bạc của hắn. Nếu nó không có tình cảm thì là nói dối mà thôi. Nhưng ông ta cũng mừng cho anh ấy vì cuối cùng cũng đã đạt được ý nguyện. Sáng hôm sau, Hoa Thiển đi tìm Vân Nương thì cô ấy đã sớm rời đi. Vân Nương là một cô gái có số khổ, đã từng bị nhà chồng hành hạ, cuối cùng bộc phát lửa giận mà ra tay giết sạch hơn 10 mạng người. Buổi tối, Hoa Thiển đi về lại phát hiện có kẻ theo đuôi. Tưởng gặp cướp nên cô ấy vô cùng cảnh giác. Sau khi phát hiện đó là Hoa Nhung Châu thì lại vui mừng không thôi. Ngày hôm sau, gia chủ đến gặp Hoa chủ quản, còn mang theo rượu độc tới tiễn ông ấy. Gia chủ báo cho ông ta biết tin con gái mình bây giờ vẫn ổn, để Hoa chủ quản có thể an tâm lên đường. Ngày hôm sau qua miệng của mẹ Bạch Lạc, Hoa Thiển nghe được tin toàn gia của mình đã chết. Cô ấy sốc đến mức làm rách cả quyển sách đang cầm trên tay, Hoa Thiển vô cùng ân hận. Hoa chủ quản biết cô ấy luôn âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của ông ấy, nhưng lại chưa từng trách cứ con gái, luôn để mặc cho cô ấy làm loạn đẩy mình vào chỗ chết. Gia đình mà Hoa Thiển luôn ghét bỏ, cuối cùng lại là những người yêu thương cô ấy nhất trên đời. Trọng Khê Ngọ sắp xếp cho Hoa chủ quản giả chết và rời đi khỏi thành. Sau đó đích thân anh ấy cũng tới báo tin đó cho Hoa Thiển, để cảm ơn Hoa Thiển đã sai Hoa Nhung Châu đem cho gia chủ một món quà. Gia chủ nhìn bát mì trường thọ, liền biết là Hoa Thiển đang bù đắp cho mình. Chuyện quên sinh nhật lần trước, Trọng Khê Ngọ không ăn mì nhưng mắt lại rơm rớm lệ. Quay lại đời trước, Trọng Khê Ngọ xin được giấy miễn tội cho Hoa Thiển chạy tới thì mẹ và anh trai của cô ấy đã sớm bị giết chết. Chỉ còn lại mình Hoa Thiển thoi thóp, còn một ngụm hơi tàn. Trọng Khê Ngọ vội vàng đưa cô ấy về trị thương. Đáng tiếc Hoa Thiển vẫn mãi hôn mê, không tỉnh lại được. Thời gian đó Trọng Khê Ngọ luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Suốt 26 tháng đó anh ấy không tiếc bỏ ra công sức và tiền của, chỉ mong có thể lưu lại cái mạng nhỏ của cô ấy. Phải nói viên giáp dần thời đó vô cùng quý, nhưng Trọng Khê Ngọ chẳng thèm để tâm. Hào phóng bỏ ra số tiền đắt gấp đôi để mua được huyết phách giúp Hoa Thiển chữa bệnh. Cuối cùng Trọng Khê Ngọ cũng đợi được ngày Hoa Thiển tỉnh lại. Cô ấy liên tục nhắc tới Hoa Nhung Châu và những điều kỳ quái khiến anh ấy rất khó hiểu. Hoa Thiển thấy rất đau đầu, đại phu nói do cô ấy hôn mê sâu lâu ngày nên để lại chút di chứng mà thôi. Lời nói đó càng khiến Hoa Thiển hoài nghi, không hiểu tại sao mình chỉ ngủ gục trên xích đu một chút thôi, bây giờ lại thành hôn mê sâu rồi vậy. Trọng Khê Ngọ kéo đại phu ra một góc, sốt sắng hỏi về tình trạng của Hoa Thiển. Đại phu chưa gặp trường hợp này bao giờ nên chỉ đoán rằng Hoa Thiển bị rối loạn tâm lý hoặc mất trí tạm thời mà thôi. Hoa Thiển sau khi tỉnh dậy thì đặc biệt thấy ngon miệng. Cô ấy không hề chú ý hình tượng mà ăn như hổ đói. Sau khi ăn no, Hoa Thiển lại để ý tới lọ hương án trên bàn. Mùi hương này chính là mùi mà cô ấy luôn ngửi thấy. Trọng Dạ Lan tới gặp Trọng Khê Ngọ, anh ấy muốn thay trưởng công chúa khuyên nhủ Trọng Khê Ngọ vài câu. Trưởng công chúa quả thật có lỗi trong việc phạt người Hoa ra đi đày,
Nhưng Trọng Khê Ngọ cũng vì thế mà giận dỗi bỏ đi hơn 2 năm rồi. Đã đến lúc quay trở lại, người thân trong gia đình đâu thể nói bỏ là bỏ nhau được. Trưởng công chúa đã già, rất cần Trọng Khê Ngọ bên cạnh chăm sóc. Nghe thấy Mục Giao cũng tới, Trọng Khê Ngọ vội vàng chạy tới chỗ của Hoa Thiển. Trong phòng, Mục Giao đang dùng lời nói công kích Hoa Thiển. Ban đầu Hoa Thiển cho rằng mình đã thay đổi được quá khứ nên rất mạnh miệng. Cho tới khi Trọng Khê Ngọ đi tới cho cô ấy biết bản thân cô đã hôn mê 26 tháng rồi thì Hoa Thiển triệt để sụp đổ. Cô ấy nắm tay Trọng Dạ Lan hỏi thăm về Hoa Nhung Châu. Sau khi nghe được tin trong phủ không có ai như vậy thì Hoa Thiển như muốn phát điên lên. Trọng Khê Ngọ hết lời an ủi Hoa Thiển, Mục Giao ở bên cạnh lại liên tục thêm dầu vào lửa. Hoa Thiển không còn muốn nghe thêm gì nữa, cảm xúc của cô ấy bây giờ chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ tuyệt vọng mà thôi. Hoa Thiển cứ nhìn chăm chăm vào Lư Hương, cô ấy nhớ rõ mùi hương này đã theo mình suốt thời gian qua. Hoa Thiển nhận ra tất cả những gì xảy ra đều ra giấc mơ. Viên giáp dần đã khiến tâm trí cô ấy rơi vào mộng cảnh, cứ ngỡ rằng có thể Trọng sinh qua về quá khứ thay đổi vận mệnh. Hoa Thiển khóc lóc nói với Trọng Khê Ngọ rằng cô ấy thà rằng sống mãi trong giấc mộng đẹp kia còn hơn trở lại thực tại thảm khốc này. Hoa Thiển ho ra một búng máu tươi rồi lại ngất đi. Cô cũng thành công quay trở lại mộng cảnh bên Hoa Nhung Chân. Ở thực tại, Trọng Khê Ngọ luôn túc trực chăm sóc Hoa Thiển, không rời nửa bước. Thì trong một cảnh, cô ấy lại dành toàn bộ thời gian của mình quấn quýt bên Hoa Nhung Châu. Biết rằng mình chỉ dệt váy cưới cho người ta, nhưng Trọng Khê Ngọ lại cam tâm tình nguyện. Trọng Khê Ngọ oán trách Mục Giao vì cô ấy đã nói ra sự thật với Hoa Thiển, nên đã đuổi hai vợ chồng Trọng Dạ Lan rời đi. Nhưng một lúc sau suy nghĩ lại, anh ấy lại muối mặt đi nhờ Trọng Dạ Lan quay lại đánh thức Hoa Thiển giúp mình. Vốn tưởng rằng Hoa Thiển yêu Trọng Dạ Lan như vậy sẽ vì anh ta mà tỉnh dậy, nhưng đáng tiếc chẳng có phép màu xảy ra, ngay cả Mục Giao cũng xin lỗi Hoa Thiển, còn đồng ý làm hòa với cô ấy cũng không thể khiến Hoa Thiển tỉnh dậy. Trọng Dạ Lan nói với Trọng Khê Ngọ rằng anh ấy cần phải cho Hoa Thiển một lý do để cô ấy có động lực tỉnh dậy. Kể từ đó, ngày nào Trọng Khê Ngọ cũng ở bên trò chuyện cùng Hoa Thiển. Anh ấy kể cho cô nghe mình đã thích cô từ lâu rồi. Đó là khi bọn họ còn nhỏ, một lần có kẻ dám ăn trộm bánh của Hoa Thiển, nhưng cô ấy không hề trách phạt mà còn tặng bánh cho kẻ đó. Cô không hề biết rằng khi đó mình đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Trọng Khê Ngọ rồi. Ngay cả khi biết cô ấy thích Trọng Dạ Lan, anh ấy vẫn âm thầm giúp đỡ Hoa Thiển, có thứ gì tốt cũng luôn dành cho cô ấy. Đáng tiếc ánh mắt và tâm trí của Hoa Thiển luôn chỉ đặt lên Trọng Dạ Lan, đâu biết rằng có một Trọng Khê Ngọ yêu cô ấy tha thiết. Trọng Khê Ngọ nói với Hoa Thiển rằng quá khứ đã qua rồi, những thứ trong giấc mơ đều không có thật, chỉ có anh ấy vẫn luôn ở đây và chân tình cũng ở đây đợi chờ cô ấy tỉnh lại. Trong mộng, Hoa Thiển nghe rõ toàn bộ lời tỏ tình của Trọng Khê Ngọ. Cô muốn ngủ một lát cũng không yên với anh ấy. Ngày hôm sau, Hoa Thiển tạm biệt Hoa Nhung Châu. Cô ấy hiểu ra Hoa Nhung Châu xuất hiện trong giấc mộng này là để bù đắp cho trái tim tổn thương của mình. Nói chính xác hơn, Hoa Nhung Châu chính là bản copy của cô ấy. Anh ấy có thể biết mọi sở thích của Hoa Thiển và luôn yêu thương cô ấy vô điều kiện. Trưởng công chúa cho người đem huyết phách tới, Trọng Khê Ngọ muốn ra nhận hàng lại nghe được Hoa Thiển gọi mình. Anh ấy cảm động đến mức bật khóc, cuối cùng thì Trọng Khê Ngọ cũng đợi được Hoa Thiển tỉnh lại rồi. Bộ phim đến đây là hết, các bạn có ý kiến gì thì để lại ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Vậy là bộ phim đã kết thúc rồi, các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Và tiếp theo đây, các bạn muốn Phương review về bộ phim nào khác? Hãy để lại lời bình luận cũng như góp ý của mình dưới đây nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.